kéo tới luôn em. Sáng gửi hàng hàng quà Bích Ngọc gửi hết rồi đúng không ta? Đồ em gửi hết rồi nha quà Bích Ngọc ơi. Chị ơi em nhận đồ rồi nha. Quỷ Thi à, đứa nào ghi ghi tờ giấy của Lê Ngọc Anh Thi vậy? Ai vậy? My hả? Ghi chữ không được đẹp nha. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, đang mặc là một cái set len luôn. Ui em like sớm thì ít người coi với ta. Hôm nay like sớm nghỉ sớm rồi mấy chị ơi, ai ghé lấy đồ thì tranh thủ ghé lấy trước 4 giờ giùm em nha. Từ bây giờ ghé cũng được, là từ giờ đến 4 giờ. Vậy có hai mấy người coi kìa. Em lên áo len đẹp lắm luôn mấy chị ơi, chia sẻ like với em nha, chia sẻ like em lên hàng tặng đầu like. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, đang mặc là set len nguyên cả set luôn, gồm áo với lại chân váy ở trước nó kết kết mấy cái này nổ lên trên cho mình luôn mấy chị ơi, ngay cổ ngay tay và dưới chỗ chân váy luôn. 125.000 nguyên cả set, và form của nó là 55-56 kg trở lại là vừa giùm em nha, 55-56 kg lại mang vừa. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi, ngày mai bên em nghỉ nha mấy chị ơi, thứ hai thì sẽ bán là bình thường. Ngày mai nghỉ nha mấy chị ơi, cho nên ai ghé lấy đồ tranh thủ ghé ngày hôm nay. Chị nào mà còn đồ gấp mà ghé hỏng được á thì báo em nha, để em gửi shipper giao luôn. Một màu duy nhất nha Nguyễn Lê Xuân My ơi, đúng một màu. Để em chia sẻ like, để chia sẻ like giùm em mấy chị ơi, em lên hàng tặng nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, sẽ đang mặc một màu duy nhất nè. Em lên hàng tặng đầu like nha mấy chị, chia sẻ like giúp em. Hôm nay có áo len nữa nè, áo len đẹp lắm luôn, áo len tay dài. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, em lên hàng tặng đầu like nha. Cho chị gọt áo đi ngon. Rồi em lên hàng tặng đầu like nha, áp dụng cho chị nào có chia sẻ like. Ủa chị Lan bay mè đúng không My? Rồi rồi chị nào chia sẻ like rồi bấm chấm tương tác giùm em nha. Ui sao kỳ vậy ta, sao ít người xem quá vậy, em thoát đem vô lại nha. Có chị nào thấy em không mấy chị ơi, coi được không? Định chạy xuống mà chị like sớm mất nên thôi ngồi coi luôn hả? Hôm nay em nghỉ sớm, em bán tầm tới 4 giờ chiều là em nghỉ. Mà ngày mai bên em cũng nghỉ nha,
cho nên là thứ hai mới bán là bình thường, từ 2 giờ đến 7 giờ đó. Chị nào ghi lấy hàng thì tranh thủ hôm nay ghi trước 4 giờ nha, bây giờ là ghi được rồi nè, bây giờ đến 4 giờ chiều, còn ngày mai bên em nghỉ nha mấy chị ơi. Chia sẻ like, chị nào chia sẻ like rồi bấm giùm em là để chia sẻ nha mấy chị ơi. Ủa khỏi cần bấm, nó hiện lên là người chia sẻ là được, cứ chấm tương tác giùm em nha. Em cũng đang chia sẻ cho em đây, tại sao sáng nay ít người coi với gì ta. Rồi em lên hàng tặng đầu like mấy chị ơi, cố gắng chia sẻ like giùm em. Giờ này ăn cơm làm về nên ít bè họ. Tại thấy thường thường live buổi trưa cũng đông mà sao hôm nay ít lắm luôn á, không có ai coi luôn á. Rồi chị nào đang xem chấm tương tác lên giùm em nha mấy chị ơi. Bắt đầu lên hàng tặng đầu like. Nhớ ghi đơn ký chị nha, lấy cái nhắn tin từng người á. Sao em? Chung sản hỏi ship gì mà ship em mặc 125 ngàn và form từ 40 đến 55, 56 kg dùm em nha. 40 đến 55, 56 kg giá là 125 ngàn. Ship hàng Quảng Châu bao đẹp luôn nha Nhung Phạm ơi. 55, 56 kg lại mang vừa thấy Nhung Phạm nha. Em lên hàng tặng đầu like. Rồi áo này form 60, 65 kg lại vừa luôn dùm em nha. Chúc chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Giờ này giờ nấu cơm hả? Rồi cái này chốt cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Em tặng cho chị nào có chia sẻ like form 60-65kg trở lại là vừa hết giúp em nha mấy chị ơi. Rồi chuẩn bị em đọc mã tặng nè, chuẩn bị em đọc mã tặng. Rồi chuẩn bị em đọc mẹ tặng nha mấy chị ơi, chia sẻ like nhiệt tình giùm em luôn mấy chị ơi. Chờ em xíu à. Rồi, em chuẩn bị đọc mẹ tặng nha mấy chị ơi. Chị nào chia sẻ like rồi thì rồi áo này chốt em mã số mấy chị ơi. Áo này form 60-65kg lại mang vừa hết luôn nha. Chốt em mã 3979, chốt mã 3979 tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Chốt mã 3979 giùm em nha. 3979 hôm nay có áo len tay dài rất là đẹp luôn mấy chị ơi, chia sẻ like lên giùm em nè. Rồi chốt mẹ 3979 áo đó giùm em nha mấy chị ơi, tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like. Rồi áo này form 40 đến 60 kg mang vừa luôn giùm em nha. Mẹ 3979 cái đó giùm em nha mấy chị ơi. 3979 dành cho chị nào có chia sẻ like, tặng miễn phí cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Chia sẻ like tương tác giúp em nè. 3979 chị Hè Huỳnh có chia sẻ like nè, chị Hè Huỳnh. Rồi áo này giùm em nha mấy chị ơi, form 40 đến 60 kg là mang vừa hết mẫu này giúp em nha. 40 đến 60 kg mang vừa hết mẫu này giùm em luôn nè mấy chị ơi. 65 kg em nghĩ cũng vừa luôn á, bao đẹp luôn nha. Tặng miễn phí cho chị nào có chia sẻ like. Tặng miễn phí cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi, chuẩn bị đọc mã tặng của cái áo này nha. Chia sẻ like tương tác chấm bài khỏi bị ẩn comment nha mấy chị ơi. Rồi chuẩn bị đọc mã tặng của cái áo này nha. Cái này là vải len dệt dream, bao đẹp luôn. Nhớ ghi chữ tặng chứ không có buổi tính tiền á. Rồi cái này nha mấy chị ơi, 40 đến 60, 65 kg là vừa hết giùm em mẫu này nha. Rồi coi bao nhiêu được lượt chia sẻ rồi em, tương tác nha, 62 rồi. Rồi em đọc mẹ tặng liền luôn nè mấy chị ơi, chị nào mới vô tranh thủ chia sẻ like tương tác giùm em nha mấy chị ơi, cho nó tăng lượt xem lên nè. Rồi cái này giùm em nha mấy chị ơi, chốt em mẹ số là 1257, 1257 giùm em nè, mẹ 1257. Mẹ 1257 giùm em nha mấy chị ơi. 1257 giùm em nha, chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. 1257. Mẹ là 1257 tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like nha. 1257. Một hai năm bảy vỏ bích ngọc có chia sẻ like nè em,
vỏ bích ngọc 1257. Rồi tiếp chân váy này dùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ like lên nhiệt tình dùm em nè. Bao nhiêu lượt rồi em? 171 rồi chị. Rồi chị nào mới vô nhớ chia sẻ like lên dùm em nha mấy chị ơi. Rồi chân váy này form tầm 52kg trở lại là men vừa, tầm 52kg lại men vừa dùm em chân váy này nha mấy chị ơi. Tặng miễn phí cho chị nào có chia sẻ like nha. Tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like. Gấu này gấu theo hết dùm em nha. Rồi chốt dùm em mẹ là chân váy rin. Chốt mẹ chân váy rin dùm em nha. Là mẹ em bị chậm á Hân Ngô ơi, thốt ra vô lại nha. Chưa nghe đọc mẹ gì hết, mẹ thấy số quá trời là mẹ chậm rồi. Chốt em mẹ là chân váy rin. Chân váy rin dùm em nha mấy chị ơi. Chân váy rin nè. Chị nào mà đơn ghé bên em hiện tại rất là nhiều luôn mấy chị ơi. Đơn khách ghé rất là nhiều luôn. Cho nên chị nào mà hẹn ghé lấy đồ mấy chị tranh thủ ghé lấy sớm giùm em nha. Tại vì hàng Tết rồi á. Tí nữa khi mà em like xong em sẽ nhắn tin cho từng chị. Nhắn tin cho chị nào mà hẹn ghé mà chưa ghé nhà em được á, em nhắn tin cho từng chị nha. Xong rồi ai mà không ghé được thì báo em cho địa chỉ số điện thoại gửi shipper giao luôn nha mấy chị ơi. Chứ tại vì hàng Tết em không có giữ lâu, có những đơn mấy chị hẹn ghé mà để rất là lâu luôn á, mà em nhắc một hai lần cũng ngại, mà cũng không thấy ghé, không nhắc thì quên, mà nhắc thì nhắc nhiều cũng ngại. Đó cho nên là ai mà thấy không có rảnh đâu qua nhà em lấy á thì nhớ báo em để em gửi shipper giao liền mấy chị nhận nha. Ồ chị đọc cái này là mẻ gì vậy? Từ em kéo từ trên xuống lại nè. Chị Kim Vi Nguyễn, chị muốn mua áo 1257 đó, em hết đúng một cái em tặng á chị ơi. Hết nha chị ơi. Chân váy rin nè, vỏ bích ngọc đầu nhưng mà em được tặng cái kia rồi nên chị nhường cho người khác nha. Rồi Nhi Nguyễn chân váy rin nè. Nhi Nguyễn chân váy rin. Là mạng bị chậm luôn á Unity ơi. Rồi em lên một mẻ tặng rồi bắt đầu em lên hàng mới mấy chị liền nha. Rồi lên một mẻ tặng nữa rồi em lên hàng mới nè mấy chị ơi. Dạ em hết mẫu đó chị Kim Vy Nguyễn ơi. Rồi áo này dùm em nha. Form 40 đến 60 65kg gì vừa hết mẫu này dùm em luôn. 40 đến 60 65kg gì vừa hết dùm em mẫu này luôn nha mấy chị ơi. Đó áo này dùm em nha. Có thêu ở đây, có thêu ở đây dùm em nha. Rồi tặng miễn phí cho chị nào có chia sẻ like bao nhiêu luôn không? Dạ tấm lâm rồi. Rồi tặng miễn phí chị nào có chia sỉ la nha mấy chị ơi. Đó áo thêu khóc len dùm em nha. 40 đến 60 65kg gì vừa hết dùm em mẫu này luôn. Tặng miễn phí chị nào có chia sỉ la. Rồi chốt dùm em cái này nha mấy chị ơi. Kể tuần rồi chị hận rồi. Xong cái này lên hàng len liền luôn nha. Áo tay dài len. Rồi chốt em cái này là áo len trắng tay dài. Chốt em là áo len trắng tay dài. Tặng miễn phí chị nào có chia sỉ la nha. Áo len trắng tay dài. Áo len trắng tay dài mấy chị ơi, áo len trắng tay dài giùm em nha. Size mặc 125.000, form 40 đến 55 56 kg giùm em nha. Áo len trắng tay dài nha mấy chị ơi. Áo len trắng tay dài. Đúng giùm em nha. Áo thêu thì không phải rồi. Áo len trắng tay dài giùm em nha. Áo len trắng tay dài mấy chị ơi. Duyên Huỳnh nè, áo len trắng tay dài. Duyên Huỳnh áo len trắng tay dài. Rồi em lên hàng mới liền cho mấy chị nha. Rồi áo tay dài form 40 đến 60kg là mang vừa hết giúp em luôn. Hàng này hàng lẻ mẫu nha mấy chị ơi, cho nên chị nào mà thích thì chốt nhanh giúp em nha. Mỗi mẫu đây số một cái hai cái thôi à. Rồi cổ keo như thế này chất lên siêu đẹp giùm em luôn. Rồi tay dài giùm em nha mấy chị ơi, giá 85.000, chốt em xanh 85 nha mấy chị ơi. Xanh 85, áo em có loại 79, có loại 85, có loại 90, 95 tùy mẫu nha. Có gì em bé giá từng mẫu. Rồi màu xanh giùm em nha mấy chị ơi, chốt em là xanh giá 85.000 đúng một cái duy nhất. Hân Ly Nguyễn chị áo xanh Hân Ly Nguyễn.
Rồi chốt em nha mấy chị ơi, đúng một cái luôn, 40-60 kg lại vừa hết giùm em luôn nha. Giá 85.000, chốt giúp em mẹ số 10. 85.000 mẹ 10 em nha mấy chị ơi. 40-60-65 kg gì vừa hết giùm em luôn nha. Hôm nay áo len, tuần sau mới có áo thun nha chị Hà Huỳnh ơi. Tuần sau là em có áo thun form rộng. Rồi cái này chốt giùm em là mẹ số 10, 40-60 kg vừa hết luôn. Cái len này nhận hàng liền luôn á. Chắc là nó dày dặn cực kỳ. Chị Lê Thanh mẹ 10 nhớ chị dặn chụp không? Rồi, màu xanh coban, chốt em là xanh coban 40-60 kg men vừa hết luôn. Giá 85.000, chốt em xanh coban 85.000. Vải dày dặn cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Cơ cái cửa kia để nó giặt kìa. Rồi, xanh coban giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em xanh coban. Áo dài cách tân thì em có chụp mẫu và có up mẫu ở ngay chỗ album mà hàng Tết đó chị Vân ơi. Do đó chị coi giúp em nha chị. Vải bao dày dặn luôn mấy chị ơi. Đúng một cái duy nhất giùm em nha. Hàng lên này thì mấy chị yên tâm. Siêu đẹp giùm em mà giá cực kỳ rẻ. 85.000 chốt em xanh giá 85 nha. Xanh coban chị Lê Thanh nè. Chị Lê Thanh là ghế đúng không chị ơi? Lê Thanh là đỡ chị Xuân rồng ghế lấy hay sao chị? Lê Thanh này là chị Lê Thanh Xuân rồng ghế đúng không? Rồi áo vàng giùm em nha mấy chị ơi. Dạ ok chị Lê Thanh nè. Rồi 40-60 kg men vừa giá 85.000 chốt em vàng 85 nha mấy chị ơi. Nút từ trên xuống dưới như thế này giúp em nha. Bao đẹp luôn mấy chị ơi, 85.000 cực kỳ rẻ nha. Đẹp lắm, cứ nhận hàng là ưng ý liền luôn. Form co giãn 40-60 kg là men vừa hết giúp em cái này nha. Chốt em vàng giá 85.000 vàng. Vàng 85 mấy chị ơi. Vỏ bích ngọc vàng. Rồi đen giùm em nha mấy chị ơi, 40-60 kg. Trời ơi bao đẹp, chốt em đen. Đen nha mấy chị ơi, đẹp xỉu trong vải luôn, giặt thoải mái không sợ bong tróc. Đẹp lắm luôn, chốt em đen 85.000 màu đen, 40-60-65 kg vừa hết luôn nha. Chốt em đen siêu co giãn mấy chị ơi. Đúng một cái luôn nha, chốt em đen 85.000 màu đen. 85.000 màu đen giùm em. Hello Trúc Lân Nguyễn. Rồi trắng 85 giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em trắng 85.000 cổ keo nè. 40-60 kg là men vừa luôn. Vậy em ở nhà số 10 đường Bơ Bê, khu đô thị Bắc Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Nha Trang gần Bến Xe phía Bắc nha chị ơi. Đen chị Hà Huỳnh nè. Có len với đầm luôn nha Lê Cảnh ơi. Nhưng mà tại len bữa giờ em cứ hẹn mấy chị á, cho nên hôm nay giờ len thì em sẽ la len trước, xong rồi em la đầm sau nha. Rồi trắng giùm em nè, chị Đặng Ngọc trắng 85. Chốt em xanh bơ mấy chị ơi, 85.000 xanh bơ. 40-60 kg men vừa hết giùm em mấy chị. Nhìn vải nè, đẹp xuất sắc giùm em nha. Tiếp đang mặc 125 nha chị Phượng. Chị Phượng Ruby ơi, Phương Ruby rồi em. Tiếp mặc là 125.000 nha chị Phương Ruby ơi. Giá 125 giùm em nha chị. Rồi chốt em xanh bơ 85.000 xanh bơ. Vỏ bích ngọc xanh bơ. Rồi đen giùm em mấy chị ơi, đen cổ tim tay dài 40-60 kg men vừa 85.000. Trắng len hồi nãy là hết nha Mỹ Dung ơi. Để nhiều mẫu lắm em, chị lên mẫu khác chọn nha. Rồi chốt em đen 85.000 cổ tim, bao đẹp luôn á. 40-60 kg men vừa hết giùm em mẫu này nha. Chốt em màu đen 85.000 đen. Đen cổ tim nha mấy chị ơi. Đen cổ tim 85.000 đen. Đen cổ tim 85 giùm em nha. Chốt em đỏ. Đỏ phối tay trắng nè. Thanh trúc đen. Thanh trúc đen. Rồi chốt em đỏ 85.000 màu đỏ, 40-60 kg men vừa mấy chị. Nhìn cái tay của nó nè, nó là len luôn nha. Mè đẹp lắm mấy chị ơi. Chốt em màu đỏ nha, 85.000 màu đỏ. Em mặc là set rồi nha Mỹ Dung ơi. Set rồi nha, 125.000 kẻ set luôn. 40-55-56 kg men vừa giùm em nha. Mỹ Dung đỏ nè. Xanh cô ban giùm em nha. Chân váy em có nhưng mà em sẽ lên sau nha chị ơi. Em lên áo len trước nha. Rồi áo này form 57-58 kg lại men vừa, chốt em xanh. Xanh 85.000 màu xanh. Vải là bao đẹp luôn. Sếp đang mặc cho Mỹ Dung một set.
Mỹ Dung xếp ăn mặc 125. Rồi chốt em xanh 85.000 màu xanh nha mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc giùm em, chữ này người ta thêu nổi lên trên luôn. Về cái sọc này là trong vải của nó, giặt thoải mái không sợ bong tróc gì hết. Chốt em màu xanh giá 85.000, 5758 ký lạnh men vừa. Chốt em xanh nha mấy chị ơi, xanh 85.000 màu xanh. Xanh của Thanh Vy. Ok Thanh Vy, để Thanh Vy dùng đơn. Mỹ Dung ơi, hôm nay ghi trước 4 giờ dùm chị nha. Tại vì hôm nay em nghỉ sớm, đáng tới 4 giờ chiều là em nghỉ nha. Về ngày mai bên em cũng nghỉ. Đó. Thứ hai bán lại bình thường từ 2 giờ đến 7 giờ. Cái này chốt đỏ dùm em nè, 40 đến 60 kg men vừa màu đỏ. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chị Hạnh Nguyễn xếp em đang mặc, sợ chị Hạnh không vừa chị Hạnh ơi. Rồi chốt em là đỏ nha, 85.000 chốt đỏ dùm em mấy chị ơi. Đỏ 85 đỏ dùm em nha. Hàng này hàng lẻ cho nên chị nào thích cái này là tranh thủ chốt liền dùm em nha. Lê Kiều, Lê Kiều đỏ, nhớ chụp hết lại nha em ơi. Ok Duyên Huỳnh là bảo chung đơn với chị Hè Huỳnh luôn. Cái này chốt hồng dùm em nha mấy chị ơi, hồng 40 đến 60 kg men. Trời ơi cái này đẹp vậy. Chốt hồng dùm em nha mấy chị ơi, hồng đầm lên sâu nha Nguyễn Lê Xuân My ơi. Tại vì thông cảm nha, em lên áo len trước rồi xong rồi tí em lên đầm nha. Đầm hôm qua like nguyên một cái like đầm luôn. Rồi chốt giúp em là hồng. Hồng dùm em mấy chị ơi, hồng 60kg lại men vừa, đúng một cái duy nhất màu hồng. Ở ngồi đẹp không trong like, màu hồng 85.000 hồng. Chốt em vàng 85.000 màu vàng. 40 đến 60 kg men vừa, chốt em vàng 85. Để chị coi nha Lê Kiều ơi, vàng 85.000 màu vàng vải nè. Đẹp muốn xỉu luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Tay nè, giặt thoải mái. Mấy cái len này bỏ mới giặt quay thoải mái luôn, không có sợ mà bị xù, bị giãn, bị xước gì hết nha. Rồi chốt em vàng giá 85.000 màu vàng. Ai hồng? Trúc Lo Nguyễn Hồng. Nhi Nguyễn Vàng. Nhi Nguyễn Vàng. Rồi chốt em đỏ. Form này 40 đến 60 kg men vừa, chốt đỏ giùm em. Còn tới Noel với Tết á, em thấy màu đỏ là em thích rồi nha. Thiệt luôn á, màu đỏ. Đỏ 85.000 đỏ giùm em nha. 85.000 chốt đỏ giùm em nè, rồi sọc. Sọc 85.000 sọc luôn. 40 đến 60 kg men vừa, chốt em sọc 85.000 sọc. Sọc nè. Trời ơi đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị ơi, 85.000 chốt sọc liền dùm em nha. Mỗi mẫu lẻ một cái thôi mấy chị, tranh thủ thích là mình chốt liền nha mấy chị ơi. Rồi chốt em cái này sọc. Màu nâu hả chị, để em coi nha chị ơi. Rồi đỏ dùm em nha, đỏ này ở ngồi đẹp hơn trong like. Nó vải nó mịn lắm lắm luôn mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa hết giúp em nha. Bỏ quay cái đỏ này là tiếc lắm luôn á. Chị Hành Nguyễn đỏ, Hành Nguyễn cô nè em. Rồi chốt em sọc giá 85.000 sọc mấy chị ơi. Sọc 85.000 sọc. Sọc 85.000 sọc, chốt em màu kem có nón dạng hoodie. Chốt em màu kem 40 đến 60 kg men vừa, áo len giùm em nha. Len co giãn lắm luôn mấy chị ơi. Chốt em hút áo màu kem. Màu kem 85.000 màu kem. Ai? Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn sọc hả? Dạ. Thảo Nguyễn sọc, bên này không có hiện mấy em chụp nha. Bỏ Bích Ngọc Kim. Chụp đầy đủ chị á. Gì anh? Ờ em đang like mẹ. Mua cái gì đó, mua cái gì mà chuyên chuyên rồi đó like xong ha. Rồi cái này chốt em mẹ đỏ nha mấy chị ơi, đỏ. Thảo Nguyễn nào vậy em? Chị Thảo Nguyễn cho em địa chỉ số điện thoại chị ơi. Đưa đâu chị coi EBT thử. Thảo Nguyễn cho em xin địa chỉ với số điện thoại nha chị ơi, mấy em nó bị ẩn, em không thấy luôn á.
Rồi chốt em cái này đỏ 40 đến 60 kg em ăn vừa, chốt đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Đỏ giùm em nha, đỏ. Đỏ 85.000 đỏ giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg em ăn vừa, chốt đỏ giùm em nè. Chốt đỏ giùm em nha, 85.000 màu đỏ, beo dễ thương tay dài, giá rẻ cực kỳ. 85.000 đỏ, 85.000 sọc, 40 đến 60 kg em ăn vừa, chốt em sọc 85 mấy chị ơi. Chia sẻ like nhiệt tình giúp em nha mấy chị ơi. Xét em mặc 125.000, cơm 40 đến 55, 56 kg là mang vừa, xét rồi dùm em nha, Huyền Diệu ơi, xét rồi. Em vô cái comment của chị đó, em xin luôn đi. Chốt em đỏ, 85.000 đỏ nha mấy chị ơi, sọc 85.000 dùm em nha. Áo len ít lắm luôn mấy chị ơi, chị nào thích thì chốt nhanh dùm em nha, áo len không có nhiều, tay dài như thế này nè. Rồi 85.000 chốt đỏ dùm em nè. Rồi sọc dùm em nha, mấy cái này form rộng rãi thoải mái nha. Sọc 85 đỏ 85 dùm em nha mấy chị ơi. Rồi đen này form 40 đến 56 57 kg dùm em nè. Chốt em là đen 85.000 màu đen cổ keo số vải mấy chị yên tâm nha. Len này vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm lắm luôn giúp em nha. Chốt em đen giá 85.000 màu đen. 85.000 màu đen dùm em nha. 40 đến 56 57 kg là men vừa hết dùm em nè. Đó chốt em đen 85.000 đen, sọc 85 đỏ 85 dùm em nha. Rồi chốt em xanh nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa giúp em luôn. Cổ tim màu xanh, đẹp xuất sắc. Chốt em xanh giá 85.000 màu xanh nha mấy chị ơi. 85.000 xanh, giải khoác len chưa chị? Không có hàng. Khoác len dùm áo len xanh dùm em nha mấy chị ơi, 85.000 màu xanh nha. Giờ lấy xanh chốt em xanh giá 85.000 xanh. Mở thêm máy nữa. Minh Hồi xanh hả? Minh Hồi xanh. Rồi chốt em cái này là màu xanh đen, 40 đến 60 kg mang vừa bao đẹp luôn. Màu xanh đen dùm em nha, xanh đen đúng một cái duy nhất màu xanh đen. Giờ lấy xanh đen chốt liền giúp em là xanh đen 85.000 màu xanh đen dùm em nè. Beo đẹp luôn nha mấy chị ơi, chữ là nằm trong vải luôn, giặt thoải mái, không sợ bong tróc gì hết. Chốt em là màu xanh, beo đẹp luôn nha. Ai em? Lê Kiều xanh đen. Chị có mua hàng len bên em là yên tâm luôn á, hàng mới 100% và là hàng len Quảng Châu và mới 100%. Tại vì mùa lạnh á là nó sẽ có cái loại mà len kiện á trà trộn vô mấy chị ơi. Len đó người ta bỏ sỉ có một ít thôi, có nghĩa là mười mấy ngàn một cái thôi. Mà lấy nhiều là không tới 10.000 một cái. Đó, nhưng mà mẫu mẻ của nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà bị một cái là nó không phải là hàng mới, nó dạng như giống hàng si mà người ta đã qua hấp qua ủi rồi đó. Cho nên mấy chị mua hàng lên ở những chỗ khác mấy chị lưu ý, người ta bán rất là rẻ luôn, ví dụ như đưa mẫu lên cũng đẹp như thế này luôn, nhưng mà thực sự nó không phải là hàng mới đó. Sỉ thì lấy ít thì tầm mười mấy ngàn một cái thôi, còn nếu như mà lấy nhiều mà ôm nhiều là chưa tới 10.000 một cái. Đó là em chia sẻ thực sự luôn, cho để mấy chị, nhiều chị mua lên là về nhà là gọi là ôm hận luôn á, bỏ tiền ra mà không mặc được, nó cũ kỹ lắm luôn, lâu lâu mới được một cái nó hơi mới mới. Rồi này chốt em chữ nha, 85.000 chữ, form 40 đến 60 kg là men vừa giùm em nha mấy chị ơi. Chốt chữ giùm em nè. Chữ. Nhiều khi cái len đó người ta nhập nhưng mà người ta vẫn bán giá cũng 85 95 hoặc có nơi nó bán 65 75 là bình thường luôn mấy chị ơi, éo đó đó. Cũng tiếc lắm. Còn bên em là hàng mới 100% và mấy chị mua giá này là cũng yên tâm về giá luôn nha. Ai chữ em? Chị Diệu Đinh chữ nè. Rồi chốt em trắng luôn mấy chị ơi, 60kg lại men vừa, chốt em trắng nha, 85.000 màu trắng, 85.000 màu trắng nha mấy chị ơi. Trắng giùm em nè, trắng. Em, chữ đó cổ gì vậy em? Cổ nó hơi tim tim nha chị ơi. Rồi trắng chữ nè, chị lấy trắng chữ thì chốt giùm em nha. Trắng chữ nè, trắng chữ nè, Trúc Loan Võ, Trúc Loan Nguyễn chứ, Trúc Loan Nguyễn chữ. Rồi này chốt trắng giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa, chốt em trắng nha. Trắng nha mấy chị ơi, chốt trắng giùm em. Có ai trắng không? Rồi cái này chốt em là mẻ số 10 cho nó khỏi nhầm nha. Ủa chị Diệu Đinh lấy vậy, để em đợi cái chữ chị Diệu Đinh nha. Trúc Loan ơi, chọn cái khác giùm nha Trúc Loan ơi. Ok chị Diệu Đinh nha chị ơi, em sợ chị không lấy á.
Rồi cái này chốt em mã số 10. Mã 10 giùm em nha mấy chị ơi, bao đẹp luôn. Để em lên, chị nào muốn coi đầm á thì đợi em lên hàng len xong em sẽ lên đầm với chân váy nha mấy chị ơi. Rồi chốt em là trắng nha, 85.000 màu trắng. Chốt em xanh luôn mấy chị ơi. 40 đến 55 56 kg là vừa cái xanh này giùm em nha. Trắng chữ em hết rồi. Rồi chốt em là xanh giá 85.000. Form này 55 56 kg độ lại giúp em nha mấy chị ơi. Chốt em xanh giá 85.000 màu xanh. Rồi 85.000 màu xanh giúp em nha mấy chị ơi. Dễ thương lắm luôn. Dễ thương lắm mấy chị ơi. Đó, 85.000 màu xanh giùm em nha, 85.000 màu xanh. Xanh 85 nha, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em. Rồi nâu nãy giờ mới thấy nâu nè. Mẫu này có màu nâu, màu trắng hai màu, chốt em mã số 2 kèm màu. Chốt em mã 2 kèm màu, nâu trắng hai màu. Trời ơi đẹp lắm. 60 kg lại mang vườn em nha, màu nâu nè với màu trắng hai màu. Rồi nâu với trắng hai màu giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy cái này chốt giúp em mã số 2 kèm màu. Nâu trắng hai màu, mã 2 kèm màu, bao đẹp luôn cái này. 40 đến 60 kg mang vừa hết giúp em nha. Nâu trắng hai màu giùm em nha mấy chị ơi. Nâu với trắng hai màu. Chị nào lấy cái này chốt giúp em nha. Nâu trắng hai màu. Hả? Cỏ bích ngọc nâu. Rồi chốt em mã số 2 màu trắng. Cổ keo nè, bao đẹp luôn nha. Chốt em mã số 2 màu trắng mấy chị ơi. Chốt mã 2 màu trắng. Chốt mã 2 màu trắng giùm em nha. Em hết nâu nha mấy chị ơi, còn trắng thôi à. Còn trắng nha, chốt em mã số 2 màu trắng, chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em màu xám nha, 85.000 màu xám. 85.000 màu xám nha mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em nè. 85.000 màu xám, form 60 kg độ lại men vừa. Màu xám thì nên nha, 85.000 màu xám mấy chị ơi. Giờ lấy xám chốt xám thì nên nè. Len không có nhiều đâu mấy chị ơi. Chốt em xám nha, giá 85.000 màu xám nha mấy chị ơi. Ai lấy xám chốt xám. Rồi màu đen giùm em nha mấy chị ơi. Trời ơi, cái này là khót. Xém cho Thanh Trúc, cái này khót đen, chốt em khót đen. 85.000 khót đen. 85.000 khót đen giùm em nha, 60 kg lại mang vừa. Vải đi đó. Chốt em khót đen giá 85.000 khót đen. 85.000 khót đen giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 khót đen. Chị lấy khót đen chốt khót đen giúp em nha, 85.000 thôi là khót đen. Khóc nhẹ. Rồi 85.000 khóc đen giùm em nha, khóc nhẹ vô nè. Giờ lấy khóc đen chốt em 40 đến 60 kg mang vừa luôn nha. Chốt em khóc đen giá 85.000 khóc đen, chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi chốt em là xanh đen nha mấy chị ơi, xanh đen 85.000, 40 đến 60 kg mang vừa luôn mẫu này giùm em nè. Chốt em xanh đen giá 85.000 xanh đen. Bao đẹp luôn mấy chị ơi, dày dặn cực kỳ luôn nha. Bao đẹp dày dặn, chốt em là. Rồi cái này em muốn mặc được hai kiểu luôn. Cái này bên trong đẹp ghê. Nhưng mà không mặc hai kiểu được. Tại vì nó có đường chỉ bên trong. Không mặc được tại vì nó có đường chỉ bên trong mà, chứ không là mặc được hai kiểu luôn á. Ở trong đẹp hơn. Rồi chốt em 85.000 màu xanh đen nha mấy chị ơi, xanh đen. Gì vậy? Cái đẹp thì bằng được 2 kiểu. Rồi chốt em xanh đen nha mấy chị ơi, 85.000 xanh đen. Trời ơi, đẹp muốn xỉu luôn á. Đẹp muốn xỉu. Rồi chốt em mẻ 10, 85.000 mẻ 10. Coi vải nè, đẹp chưa. 85.000 chốt em mẻ số 10. Dày lắm mấy chị ơi, mẹ rất là đẹp luôn á. Mịn ấm lắm luôn nè. 85.000 chốt em mẻ 10, 85.000 mẻ 10. 85.000 chốt mẻ số 10 giúp em nha mấy chị ơi. Mẻ số 10, mẻ 10. Minh Thư 10. Minh Thư mẻ 10. Chị tí
viết bên này là lép dán bên này lại cho nó dễ luôn nha. Rồi mẻ số 11 giùm em. Mẻ 11 form này 55 56 quý lại mang vừa chốt em mẻ 11 85.000 mẻ 11. 85.000 chốt mẻ 11 giùm em nha mấy chị ơi, lên gần hết rồi á. Chốt em mẻ số 11 nha. Chốt em mẻ 11 form 55 56 quý lại mang vừa đúng một cái duy nhất chốt mẻ 11 giùm em nè. Mẻ 11 nha mấy chị ơi. Mẻ 11 giùm em nha, 11. Rồi mẻ 12. 40 đến 60 kg em vừa chốt em mẻ số 12. Mẻ 12 giùm em nha. Sang lắm luôn á. Có đồ vô là sang liền. Chốt em mẻ số 12, 40 đến 60 kg em vừa nè, chốt mẻ 12 giùm em nha. 85.000 chốt mẻ 12 nha mấy chị ơi. Rồi chuẩn bị gần hết hàng lên, chuẩn bị em chuyển qua đầm nữa nè mấy chị ơi. Đó, chia sẻ like giùm em nha. Chốt em mẫu này mẻ số 12, đẹp xuất sắc, ở trên nâu ở dưới đen. 60kg đổ lại mang vừa giúp em mẫu này nha, phối màu. Chốt em mẻ 12 nha mấy chị ơi. 11, 12. Rồi chốt em màu đen. Ủa quả nó dày ơi luôn á. 12 Nguyễn Thị Thu Phương 12. Nguyễn Thị Thu Phương 12 nè. Rồi chốt em là màu đen. Màu đen giùm em nha, màu đen. Bị chói có nghĩa là nó là nền màu đen và cái này nó viền hơi kim kim giùm em nha. 60kg đổ lại mang vừa chốt em màu đen. 85.000 màu đen form 60kg đổ lại mang vừa. Bao đẹp mẫu này luôn nha mấy chị ơi. Chốt em màu đen. 85.000 màu đen nè mấy chị ơi. Chốt đen 85 giùm em nha. Đen 85.000 màu đen. Rồi màu đen giùm em nha mấy chị ơi. Em hết 12 nha chị Diệu Đinh ơi. Rồi chốt em mẻ đen nha. Chị sau á. Chị sau á. Chị mang hình lại em chị chỗ đó nha. Nguyễn Thị Thu Phương màu đen nè. Chị Nguyễn Thị Thu Phương đen. Rồi chị nào lấy đen rồi chốt em nha. Em còn một cái đen nữa. Còn cái đen nữa nha mấy chị ơi. Chốt em xanh nha. Xanh. Rồi form này 55-56kg lại mang vừa chốt em màu em xanh. Kim phụng màu đen. Kim phụng đen. Rồi chốt em xanh nha mấy chị ơi. 55-56kg lại mang vừa chốt em xanh. Giá 85.000 màu xanh. Xanh 85.000 màu xanh nha mấy chị ơi. Màu xanh. Màu xám. Trời ơi. Trời ơi cái này vải đẹp ghê luôn á. Chốt em màu xám nha. 85.000 màu xám xanh chị Thu Hải Nguyễn đúng không? Rồi cái này màu xám 40 đến 60kg mang vừa chốt em xám đó chị ơi. 85.000 màu xám nha. Màu xám 85.000 màu xám đó chị ơi. Xám giùm em nè. Xám 85.000 màu xám giùm em nha mấy chị ơi. Xám này dễ thương lắm luôn nha. Chân váy len dài chị đang đặt hàng lại á, mà chưa có nha bọn Bích Ngọc. Có thể là nó về chung với lại áo thun. Nhưng mà phải chắc phải mấy ngày nữa. Rồi chốt em đỏ 85.000 đỏ 40 đến 60kg mang vừa. Chốt đỏ giùm em nha. Đỏ này nè mấy chị, nó có một cái túi nhỏ ở đây. Phải là bao đẹp luôn nha. 85.000 chốt em đỏ 85. Đỏ giùm em nha mấy chị ơi. 85.000 màu đỏ. Đỏ nha. Xém của ai? Thảo Nguyễn. Ủa Thảo Nguyễn nãy chưa cho thông tin mẹ. Cho chị Thảo Nguyễn xém nè. Rồi màu đỏ giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60kg mang vừa màu đỏ. Mà hết len rồi nè. Đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Thu Hải Nguyễn Hình Hoài. Đọc gì nữa. Mấy này sao nó đơ luôn mà mẹ không thấy nè. Đâu được. Khách lẹ không mi. Tên ai tên gì? Ngọc Diệu Nguyễn. Chị Ngọc Diệu Nguyễn lấy đỏ cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Bộ em mặc 125.000 chị Huỳnh Trân. Form 40 đến 56, 55 56 ký giùm em nè. Ngọc Diệu Nguyễn không em? Chị Ngọc Diệu Nguyễn cho em địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Chốt em kem. Form này 56 57 ký lại mang vừa chốt em kem giá 85.000 màu kem. Ở trước đính đế hết toàn bộ giùm em nha. Về phần cái tay của nó là rất là xinh luôn mấy chị ơi.
Chốt em màu kem nha, 85.000 màu kem. 85.000 màu kem giúp em nha mấy chị ơi. Form 56, 57 kg trở lại giùm em nha. Chốt em màu kem giá 85.000 màu kem. Bảo bích ngọc kem nè em. Rồi chốt em màu hồng, hồng cổ keo. Hồng này form rồi, hồng này ngọt ghê luôn á. Form 55, 56 kg lại men vừa chốt em hồng. Hình trân hỏi độ tùy. Chị Hình Trân không vừa đâu chị, Hình Trân không vừa. Chị Ngọc Diệu Nguyễn cho có thông tin cho em. Cho em địa chỉ luôn nha Ngọc Diệu ơi. Rồi chốt em màu hồng, 55-56 ký lại men vừa hồng cổ keo. Cái này ở ngồi đẹp lắm. Chốt em hồng nha mấy chị ơi, ngồi đẹp lắm luôn ha. Chốt hồng giùm em nè, đúng một cái màu hồng. Chốt em trắng nha mấy chị ơi. Trắng nè. Trắng giùm em nha. Trắng trở vai. Form này 52-53 ký lại men vừa chốt trắng giùm em nha. Trắng này lên với quần vinh dễ thương lắm luôn nè. Thích cái này, đẹp là nhờ cái phần trước nè mấy chị ơi. Trắng đẹp nhờ phần trước nè. Nè, sang lắm luôn nha. Cái kem nãy là của Võ Bích Ngọc nha em ơi, của em á. Rồi chốt em trắng 85.000, 52-53 ký lại men vừa. Chị nào nhỏ người là cái này, đẹp lắm luôn. Thu Hải Nguyễn trắng. Hồng giùm em nha mấy chị ơi. Hồng này beo đẹp luôn á. Rồi chốt em là khóc đen 85.000 khóc đen. Khóc mình mặc bình thường cũng được luôn nha. Form 40-60 kg men vừa. 85.000 màu đen giùm em nha. Toàn bộ hình này là hình thêu. Hình thêu giúp em nha mấy chị ơi. Thêu nè. 85.000 chốt em là đen 85 đen. Mặc bình thường đóng thùng cũng được. Hoặc là mặc làm áo khóc cũng được luôn nha. Có nốt giùm em nè. Rồi 40-60 kg men vừa chốt em đen mấy chị ơi. Đen. Đen nha. Chốt em mẻ số 10, 60 kg lại men vừa, trắng cổ keo mẻ 10. Để chị coi thử nhan quả với Ngọc ơi, hồng nuốt hơn em. Rồi, dày dặn lắm luôn nha mấy chị ơi, chốt em mẻ 10. Chốt em mẻ số 10, 40-60 kg men vừa, cái này chốt mẻ 10 giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ 10, hốt lên không nha chị Yến Nhung ơi. Chốt em mẻ số 10 mẫu này nha, cổ keo nè, beo đẹp luôn mẻ 10. 85.000 mẻ 10 giùm em nha, ai chốt không em? Khóc đen mẻ 10. Có chị Hè Bin. Chị Hè Bin cái gì? Mẻ 10. Chị Hè Bin mẻ 10. Hè Bin mẻ 10. Chị trăm cái nước rồi cũng. Hả? Chị trăm cái nước. Cái gì? Chị trăm cái nước. Cái ở đâu chị? Chị ơi cho em cái gì đó tỉnh rồi luôn đầy đủ em nha chị ơi. Chị Nguyễn, chị Diệu gì? Chị Diệu Ngọc Nguyễn ơi, cho em tỉnh đồ đầy đủ nha chị, để em gửi hàng người ta phép là chính xác nha chị. Rồi khóc đen giùm em á chị ơi, 85.000 khóc đen. Chốt em khóc đen giá 85.000 khóc đen. Đưa chị cái điện thoại qua đây rồi, bên đây nó không có nhảy gì hết á. Mày đứa này chụp em chụp đó. Đen ok chị lấy đen này luôn nè đúng không? Hè pin gộp đơn ok hè pin. Nè đưa cái máy này mà không chụp á, đưa chị. Rồi đây nha mấy chị ơi, màu đen cho chị ấy luôn nè. Chị Ngọc Diệu Nguyễn ơi, màu đen này á. Đây màu đen hồi nãy là cho chị Ngọc Diệu Nguyễn nè. Ngọc Diệu Nguyễn lấy đen luôn cho em tỉnh đầy đủ luôn nha chị, đỡ phát hàng chính xác nha. Rồi này chốt em khóc 85.000 khóc. Khóc 85 giùm em nha. Rồi chốt em trắng 40-60 kg men vừa. Chốt trắng giá 85 giùm em nha. Tay như thế này nè chị ơi, mấy chị ơi, tay nè. Đẹp lắm luôn nha, 85.000 chốt em trắng. Màu trắng kim nè. Màu trắng kim giá 85.000 giúp em nha. 40-60 kg men vừa. Màu trắng kim giùm em nha mấy chị ơi. 40-60 kg men vừa giúp em nha. Chốt em trắng kim giá 85.000 trắng kim. Trắng kim giùm em nha. Đúng một cái duy nhất luôn, beo đẹp. Chữ không? Cái này cổ keo beo phân á. 85.000 nha. Chốt em trắng kim 85.000 trắng kim. Chốt em mẻ số 1,
85.000 mẻ 1, form 40 đến 56 57 ký giùm em nha, mẻ 1. 40 đến 56 57 ký, cái này vải dày ghê luôn nè. Chốt em mẻ 1 nha mấy chị ơi, mẻ 1. Mẻ 1 giùm em nha, mẻ số 1. Mẻ 1. Trắng của Trúc Lo Nguyễn nè. Trúc Lo Nguyễn trắng, cái này chốt mẻ 1 giùm em nha mấy chị ơi, 56 57 ký lại men vừa mẻ 1. Rồi mẻ 2 giùm em. Mẻ 1 chị Hồng Nguyễn Thị. Rồi mẻ 2 giùm em nha mấy chị ơi, mẻ 2. Bộ phía sau là 95.000 một bộ, form 40 đến tầm 52 53 cưới giùm em nha chị Duy Nguyễn ơi. Đây áo này 40 đến 60 kg men vừa, chốt em mẻ số 2. Bỏ Bích Ngọc mẻ 2. Rồi chốt em màu hồng. Hồng này form 52 53 kg lại men vừa em nha, chốt em hồng. 52 53 ký lại men vừa, chốt em hồng giá 85.000 màu hồng mấy chị ơi. Hồng 85.000 màu hồng. Hồng 85.000 màu hồng giùm em nha. Ai chị Việt á, chị Ninh Hòa, chị bỏ đây Ninh Hòa. Rồi 40 đến 60 ký men vừa, chốt em xám giá 85.000 màu xám nha mấy chị ơi. 85.000 màu xám giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa, chốt em màu xám 85.000 màu xám. Hè pin màu xám à. Hàng lên rồi chị mới lên đầm nha, rồi sau đó để cô có hàng siêu lên nha Dung Phạm. Rồi chốt em sọc 40 đến 60 kg men vừa, chốt em sọc giá 85.000 sọc. Sọc 85.000 sọc giùm em nha mấy chị ơi. Sọc 85.000 sọc giùm em nha, mô đẹp luôn á. Cái này là màu nè, màu này sang mấy chị ơi. Chốt em sọc nha, sọc 85.000 sọc. Rồi chốt em hồng 40 đến 60 kg men vừa hồng. Chốt hồng giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa chốt hồng giùm em nè. Hồng nè, hồng nãy ai hỏi hồng ta? Bảo Bích Ngọc đúng không? Bảo Bích Ngọc coi cái hồng này được không nè. 40 đến 60 kg men vừa, coi Bảo Bích Ngọc có nói gì không. Rồi sọc giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa chốt em sọc. Lấy em cái cổ keo màu hồng ly nãy chị. Ok chị Minh Thư nè. Ok Minh Thư cái hồng cổ keo hồi nãy nha. Hồng cổ keo hồi nãy cho Minh Thư nè. Rồi, hồng cổ keo nãy cho Minh Thư. Còn hồng này của chị Đặng Ngọc. Chị Đặng Ngọc màu hồng. Rồi chốt em sọc nha mấy chị ơi, sọc. Sọc giùm em nha, sọc. Tí lên cho em vài mẫu sơ mi cài nút trước nha chị. Ok em như Yến Kiều. Rồi cái này chốt sọc giùm em nha mấy chị ơi, sọc. Đổi hồng chị, hồng nào em? Ê, nhưng mà hồng mình hết rồi đúng không? Cái hồng hồi nãy hết rồi chị Việt ơi. Em lấy cái hồng của chị Việt ra coi thử. Rồi cái này chốt em màu xanh nha, 85.000 màu xanh. Form 55kg lại men vừa. Sọc của chị Nấm Heo cho em địa chỉ số điện thoại. Nấm Heo ơi, Nấm Heo cho em địa chỉ số điện thoại nha mấy chị ơi. Chị Việt cái hồng nó đẹp quá chị ơi, đừng đổi. Cái là cái hồng của em hết rồi. Chị Việt ơi, lấy cái hồng này thì ok giùm em nha chị Việt ơi. Nè ngồi dễ thương chị. Ở ngồi dễ thương. Lấy thì ok lại giúp em nha. Chị Nắm Heo inbox hả? Rồi inbox quay liền giúp em nha, Nắm Heo ơi. Xăng giùm em nè. Ok gì bắt việc nè em. Chị Việt nè, Ninh Hòa bỏ quay Ninh Hòa luôn, đừng có bỏ chung như đó lúc nó không. Rồi xăng giùm em nha mấy chị ơi. Xăng này đẹp xuất sắc giùm em nè. Nắm Heo. Xăng đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Xanh minh á, dạng màu xanh minh giùm em nha. Chốt em màu xanh 85.000 màu xanh. Xanh giùm em nha mấy chị ơi, xanh. Rồi 40 đến 60 kg men vừa, chốt em mẻ 1. Áo len form rộng hơn chị rồi, để em coi em lên nè, cái nào rộng thì em béo chị nha. Rồi này chốt em mẻ số 1. Mẻ 1 40 đến 60 kg men vừa, chốt mẻ 1 giùm em nha, mẻ 1.
đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chốt mẹ số 1 mẫu này, mẹ 1 giùm em nha, 40 đến 60 kg em vừa mẹ 1. Chị ơi, bỏ này cho đi em. Mẹ 1 giùm em nha mấy chị ơi, chốt em mẹ 1 nè, 40 đến 60 kg em vừa mẹ 1. Rồi chốt em sọc nha mấy chị ơi. Ủa sọc này là đầm. Rồi cái này 85.000 luôn nha, nó nằm chung với áo nè. Mẹ em tính nằm mà vé bằng cái áo luôn mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa, hết hồng rồi nha em Thanh Vy ơi. Kim Phụng kìa. Rồi cái này chốt em sọc nha mấy chị ơi, chọn kỹ giùm em nha. Rồi cái này chốt em nha mấy chị ơi, sọc 40 đến 60 kg là men vừa giùm em nha. Bầu bì bông chen thoải mái 85.000. Cái này nó nằm chung với áo nè, em tính bằng giá áo luôn nha. Beo đẹp luôn, 85.000 chốt em sọc 85. Chị xe xỉ đúng rồi, chị xe xỉ mặc cái này thoải mái nè. Rồi chốt em đen nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa chốt em đen. Cái này phót đen, hình là hình thêm em nha. 40 đến 60 kg men vừa chốt em đen nha mấy chị ơi, đen. Đen giùm em nha mấy chị ơi. Rồi này chốt em là cherry kìm màu, cherry màu đen với cherry màu trắng hai màu 85.000, 40 đến 60 kg men vừa. Cherry trắng nè, với lại cherry màu đen hai màu giùm em nha. Cherry màu trắng, cherry màu đen hai màu, hoặc chốt mẻ một kìm màu cũng được nè mấy chị ơi. Trời ơi đẹp lắm, 85.000 à, cái này dễ thương ghê luôn á. Cherry là thêu. Da màu gì? Chị hồng da nè, hồng da ở đâu mấy đứa? Rồi. Vậy rồi cho em địa chỉ luôn nha Hồng Gia ơi, em còn cherry màu đen nha. Còn cherry màu đen. Màu đen chị xe xỉ đẹp lắm, thì xe xỉ thôi. Như còn 1 2 cọc đen là hết đúng không? Hồng Gia cho em địa chỉ luôn chị. Rồi chốt em đỏ 85.000 đỏ, 40 đến 60 kg men vừa chốt đỏ giùm em. Dạ ok, dạ Hồng Gia 51 cơ lý tự trọng. Rồi chốt em đỏ 40 đến 60 kg men vừa nha mấy chị ơi. Chốt em đỏ nè, 40 đến 60 kg men vừa. Chốt đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Lê Kiều đỏ nè, Lê Kiều đỏ. Lê Kiều đỏ nha mấy chị ơi. Rồi chốt đen giùm em nha, tay của nó là phối nè, beo đẹp luôn. Cái này không lấy là tuyết nha, giống với màu đỏ hồi nãy mà nó là màu đen nè. 40 đến 60 kg men vừa chốt em đen. Chốt em đen nha mấy chị ơi, đen 40 đến 60 kg men vừa. Chốt đen giùm em nè, giá 85.000 màu đen. 85.000 màu đen nha mấy chị ơi, đỏ nãy em còn cái nha. Giờ lấy đỏ nãy nó chốt em nè, đỏ nãy còn cái. Nói chung là lấy đỏ đó. Gần hết len rồi, còn một cục nữa là hết nè. Chốt em sọc nha mấy chị ơi. Sọc giùm em nha. 40 đến 56, 57 kg là vừa cái này. Sọc giùm em nè. Giờ lấy sọc này chốt sọc. Cái trước của nó là beo đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt sọc giùm em nha. 85.000 sọc. 56, 57 kg lại men vừa chốt sọc giùm em. Cái đen là đẹp lắm nè. Chị ơi cái đen này sao không chốt cái đen này. Đen là đẹp lắm luôn á. 85.000 giùm em nha, tay của nó, tay của nó là len luôn nha mấy chị ơi, không phải là vải đâu. Rồi đen 85.000 màu đen giùm em nha. Rồi sọc 85.000 form 55 56 kg lại men vừa. Chốt em sọc giá 85 nha mấy chị ơi. Sọc nè. 85.000 sọc giùm em nha. Chốt em làm màu xanh nha mấy chị ơi, xanh 40 đến 60 kg men vừa. Nó giống như cái nâu hồi nãy mình đã làm màu xanh. Rồi 40 đến 60 kg men vừa giùm em nha, chị lấy xanh chốt xanh. Một ghi đăng ký chưa? Xong rồi. Rồi xanh giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa chị lấy chốt xanh. Xanh giùm em nha, xanh 40 đến 60 kg men vừa luôn chị lấy xanh chốt xanh.
Bộ đang mặc là Minh Thư xanh nè. Bộ đang mặc 125.000 nha Mụi Nguyễn ơi. Form 55-56 tí lại vừa nha. Vải len 125.000. Xếp đang mặc 125. Form 55-56 tí lại men vừa. Rồi chốt em hồng 40-60 tí men vừa. Màu hồng dùm em nha. Hồng 40-60 tí men vừa cái hồng này giúp em nè. Rồi lấy hồng chốt hồng. Rồi lấy hồng chốt hồng dùm em nha mấy chị ơi. Hồng hồng dùm em nha mấy chị ơi. Màu kim chốt em màu kim nè. 40-60 tí men vừa luôn. Màu kim 85.000 màu kim. Rồi lấy kim chốt kim em chị nắm heo màu hồng. Rồi màu kim dùm em nha mấy chị ơi. Màu kim đẹp lắm luôn nè. Màu kim dùm em nha. Màu kim kim nha mấy chị ơi. Màu kim dùm em nha. 85.000. Rồi chốt em sọc. Sọc này form 40-60 kg men vừa. Cổ keo 3 phân nè. Chốt em sọc nha mấy chị ơi. Sọc 85.000 sọc dùm em nha. Ai lấy sọc chốt sọc. Beo đẹp luôn. Những cái này ở ngoài họ đẹp hơn like nha. Áo này 85.000 nha Mùi Nguyễn ơi. Cái này không phải là phối vải vô đâu mà nó là len luôn mấy chị ơi. Nó là len luôn nha. Beo đẹp luôn. Còn cái vải len này nè. Không mỏng gì hết nha, dày dặn cực kỳ. 60 kg đổ lại men vườn em màu kim nè. Cái này ở trên line nó hơi dìm ở ngoài đẹp lắm luôn nha. Ai em? Diệu Đinh. Chị Diệu Đinh màu kim. Rồi chốt sọc giùm em 40-60 kg men vừa. Chốt sọc giùm em nha mấy chị ơi. 85.000 sọc. Beo đẹp luôn. Đồ bộ phía sau pyjama phía sau là 95.000 nha chị Ngọc Thảo ơi. Form 40-52-53 kg giùm em nha. Đồ pyjama ở sau có hình rồi á. Mấy chị vô tường của em mà thấy liền luôn. Chốt sọc giùm em nha mấy chị ơi. Rồi đen 40-60 kg men vừa. Chốt em đen đúng một cái nè. Màu đen. Màu đen giùm em nha mấy chị ơi. 40-60 kg men vừa luôn giúp em nè. Chốt em đen nha. 40-60 kg men vừa màu đen. 85.000 màu đen. Rồi ai lấy đen chốt em đen nha mấy chị ơi. 40-60 kg men vừa màu đen. Rồi lấy đen chốt đen. Rồi hết luôn đúng không? Đâu? Rồi đen giùm em nha mấy chị ơi. Chị em mi tròn đen. Em đi tròn còn đơn mình chưa đi hàng đúng không? Có làm kiểu dành cho học sinh không mẹ không? Có chứ em có nha. Rồi chốt em mẹ số 10, 40-60 kg men vừa mẹ 10. Nghĩa là cái này nè mấy chị ơi. Nó là nền đen và nó phối cái viền màu kim vô cho mình nha. 60 kg lại men vừa vải beo dày dặn luôn. Cái này mặc lên sang lắm luôn nha mấy chị ơi. Mặc lên là hơi bị sang luôn giùm em nha. 85.000 chốt em mẻ số 10 ở khỏi nhầm với kia. Hồng dê kìa. Chị Hồng dê mẻ 10. Em đi tròn mà nhưng chắc cũng rồi 85. Bộ màu trắng nè. Đẹp ghê luôn á. Trắng mấy chị ơi. 40-60 kg men vừa chốt em trắng. 85.000 màu trắng nha. 85.000 màu trắng. Đẹp quá. Trắng này đúng đẹp luôn á. Nãy giờ nó có màu, nãy nó có màu gì đây? Hồi nãy có màu đỏ, màu xanh, bây giờ có màu trắng đúng một cái luôn. Cổ tim nè, form ngắn ngắn là dễ thương. Hồ. Chị Hồ Hồng Loan, cũ đúng không? Chị Hồ Hồng Loan trắng. Rồi, form này 57-58 kg độ lại vừa luôn giùm em, mặc cổ tròn bình thường cũng được. Mấy chị mặc trở vai cũng được, mặc lệch vai cũng được luôn dùm em. Toàn bộ phần trước là đính đé hết luôn nè. Chốt em mẻ số 1. Chốt em mẻ 1 nha mấy chị ơi. Đây, toàn bộ phía trước đính đé dùm em nha. Tay nè, beo dễ thương cho mình luôn. 85.000. Màu kim lè lè hết rồi nha. Em Mùi Nguyễn ơi, màu kim nãy chốt có chị nào rồi, chị Diệu Đinh. Rồi này, chốt em mẻ số... mẻ số 1 đúng không? Chốt em mẻ 1 nha mấy chị ơi. Trắng mẻ 1 nha. Nè, cổ nó là bình thường là cổ tròn như thế này. Mấy chị mặc cổ tròn bình thường cũng được. Mấy chị mặc lệch vai cũng được, mặc trở vai cũng được luôn. Tại vì cái vải này rất là co giãn giùm em nha. Toàn bộ phần trước đính đé hết nè mấy chị ơi. Tay beo dễ thương luôn nha. 57-58 kg lại men vừa hết luôn nè. Tay của nó là vải len luôn á. Mình đã làm xếp ly nè, beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chốt em mẻ 1, 85.000 mẻ 1. Mẻ 2 hả?
Mẻ hai có gì Thảo Nguyên mẻ hai. Thì Thảo Nguyên là nói chung là Thảo Nguyên đúng rồi. Em còn một cái nữa nha, ai lấy chốt em mẻ hai mẻ một rồi cũng được. Thảo Nguyên chưa có địa chỉ à? Chị Hồ Hồng Loan cho em địa chỉ số điện thoại nha chị Loan ơi. Hồ Hồng Loan nhớ mua mấy lần rồi ta. Hồ Hồng Loan. Hồ Hồng Loan dí, dí đúng không? Bé Nguyễn Mai Chi mẻ một nha chị ơi. Chị Hồ Hồng Loan ơi chị dí đúng không? Đúng thì Hồ Hồng Loan hôm nay em dí trước 4 giờ chiều giùm chị nha. Hôm nay thì chị bán tới 4 giờ chiều thôi à. Rồi ngày mai bên chị nghỉ, có gì hôm nay thì ghé trước 4 giờ chiều, còn không thì để thứ hai em ghé nha. Bộ đang mặc đúng một màu duy nhất nha Mùi Nguyễn ơi, giá 125. Ok Hồ Hồng Loan, rồi này chốt im đen 40 đến 57 58 kg men vừa luôn nha, chốt im đen. 85.000 màu đen, toàn bộ phần trước đính đế giùm em nè. 85.000 màu đen. Ok chị bé Nguyễn Mai Chi coi lại cho em. 85.000 màu đen giùm em nha, 40 đến 57 58 kg men vừa luôn. Chốt im đen giá 85.000 màu đen, bao đẹp toàn bộ phần trước đính đế. Cái trắng đẹp lắm chị ơi. Chị bé Nguyễn Mai Chi ơi nhìn nè. Cái trước của nó nha, cái này lên khổng sang thì thôi luôn á. Đây nha chị ơi. Đính đế toàn bộ phần trước nè. Cổ này mặc cổ tròn nè cũng được, mặc lệch vai cũng được luôn và mặc trở vai cũng được luôn nha chị. Tay của nó là beo cưng luôn. Đẹp xuất sắc, yên tâm giùm em nè. Rồi màu đen giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 màu đen, form 40 đến 57 58 kg men vừa cái đen này giúp em nha. Chị lấy đen chốt em đen 85.000 đen. Đen nha mấy chị ơi, chốt em đen giá 85.000 màu đen nha. Rồi cái này chốt em trắng nè, 85.000 màu trắng. Cái này là đầm luôn á. Đầm luôn mấy chị ơi, nằm chung với áo nè, em tính bằng da áo luôn nha. 85.000 form 52 kg lại men vừa. A lấy chốt em trắng, đầm body trắng. Body trắng tay dài vải beo đẹp luôn. Đó, nằm trong chung với áo, nằm tính bằng da áo nè. A lấy thì chốt giùm em nha. Trắng 85.000 đầm body trắng, beo dễ thương luôn á. Trắng giùm em nha, 85.000 trắng, nó lại đầm body tay dài. Trắng giùm em nha, đầm trắng 85.000 đầm trắng. Rồi mẫu này chốt em là mẻ số 10 kìm màu 40 đến 60 kg men vừa, có màu xanh với màu trắng hai màu. Rồi mẻ 10 kìm màu giùm em nha, xanh trắng hai màu, mẻ 10 kìm màu. 40 đến 60 kg là men vừa hết giùm em mẫu này nha, mẻ 10 kìm màu cổ keo be phong beo đẹp luôn. Hân mi lấy đầm trắng 85.000, hân mi đầm trắng 85.000. Linh Hòa bỏ riêng nghe luôn nghe rồi đặt chung. Rồi cái này chốt em mẻ số 10 kìm màu mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa cổ keo, màu trắng với lại màu xanh hai màu giùm em nha. Trắng xanh hai màu. Trắng xanh hai màu giùm em mấy chị ơi. Màu gì em? Mẻ 10 màu trắng chị Thảo Nguyễn nè. Chị Thảo Nguyễn. Rồi màu xanh giùm em nha, màu xanh. Nếu như mình la một mình chị là chắc ổn hết trơn. Nếu không có nhảy luôn. Rồi màu xanh giùm em nha mấy chị ơi, bé Nguyễn Mai Chi cho em. Chốt em màu xanh nha mấy chị ơi, màu xanh. Mùi trắng em hết rồi nha, bây giờ mẻ 10 còn màu xanh. Màu xanh rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Giờ lấy 10 xanh, chốt em mẻ 10 màu xanh nha. Mẻ 10 màu xanh. Rồi chốt em là tim. Tim giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa chốt em tim 85.000 tim. Rồi tim 85.000 tim giùm em nha, 10 xăng cho hông mi. 10 xăng cho hông mi. Rồi chị nào lấy tim này chốt em tim nha, dạ áo khoác. Áo khoác 40 đến 60 kg men vừa, vải đẹp cực kỳ luôn. Hàng Quảng Châu giùm em nha. Chốt em tim giá 85.000 tim. Tim 85.000 tim nha mấy chị ơi, tim. Chốt em hồng. Tim ai? Vỏ Bích Ngọc tim. Rồi chốt em hồng nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa chốt em hồng. Tim em còn nha, chị lấy tim rồi chốt em nè, hồng. 85.000 hồng nha mấy chị ơi, hồng.
hồng 85 rồi xém. Xém này phơm 52kg lại men vừa hồng cho Lê Kiều. Rồi chị nào lấy xém chốt xém thì em nhang 52kg lại men vừa. Xeo gì em? Để nguyên xeo gì? Xeo nãy giờ không béo sớm với Trang chốt nữa. Trang ơi em có mẻ 10 màu trắng nha, ok em chị nè Trang. Mẻ 10 màu trắng em có nha Trang ơi, ok em chị nè. Còn xem mong thì ok em chị, để chị bỏ vô cho em nha. Bắt em nha mấy chị ơi. Hồng mình hết hồng rồi đúng không? Rồi trắng mẻ 10 trắng em còn nha, mẻ 10 trắng nè. Rồi xém giùm em nha, 85 ngàn màu xém 52kg lại men vừa chốt xém giùm em. Ok Trang nè, Trang màu trắng 85 nè em. Mua chục cái chui tay còn vỏ bánh ngọc chắc chui đâu em đâu nhiều à. Rồi chốt em đen cỡ vai 52-53kg lại men vừa 85 ngàn. Đẹp là nhờ cái trái tim này, trái tim này đẹp vô luôn. Chốt đen em 85 ngàn, đen trở vai 85 dùm em nha, 52-53kg lại men vừa nha mấy chị ơi. Chốt đen trở vai dùm em. Làm len không, hôm nay là áo thôi nha em. Rồi chị nào lấy thì chốt dùm em nha mấy chị ơi. Màu đen, ai chốt dùm em? Màu đen chị Bốc, chị Việt nè, màu đen. Chốt em bi nha mấy chị ơi. Trời ơi nó đẹp. Bi 40-60kg men vừa chốt bi giùm em nha mấy chị ơi. Bi 85 ngàn, bi giùm em nha. Bi nha mấy chị ơi. Lên hết luôn, gần hết rồi mấy chị, còn mấy cái nữa là hết. Rồi chốt bi giùm em nha mấy chị ơi. 40-60kg men vừa chốt bi giùm em nha. Bi, bi giùm em nha mấy chị ơi. Bi bi giùm em nha mấy chị ơi, bi 85 ngàn, bi giùm em nha, chốt em bi. Rồi đen 85 ngàn, màu đen giùm em 40-60kg men vừa. Bi cho chị Nghe Ngọc. Nghe Ngọc ở đâu em? Chị Nghe Ngọc tim thì chỉ số điện thoại nha chị Nghe Ngọc ơi. Đen này bao đẹp đúng một cái, mặc bình thường cũng được, mặc trở vai cũng được luôn, trở vai được, mặc bình thường được giùm em nha. Chốt em đen mấy chị ơi, đen nha, 85 ngàn màu đen. Đen 85 ngàn màu đen giùm em nha. Cái này bao đẹp luôn á. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, đen. Đầm lên size lớn không? Đầm lên tí nữa em like nha chị. Rồi chốt em là đen nha mấy chị ơi, đen 85 ngàn màu đen 40-60kg men vừa. Đẹp lắm luôn nè. Chốt mẫu này màu đen giùm em nha. 40-60kg men vừa màu đen. Rồi chốt nâu 85 ngàn màu nâu giùm em, đúng một cái màu nâu. Chị Nghe Ngọc rồi cho em địa chỉ luôn. Chốt em màu nâu 40-60kg men vừa màu nâu giùm em. Chốt nâu giúp em nha mấy chị ơi, nâu 85 ngàn màu nâu. Rồi 85 ngàn màu nâu giùm em nha mấy chị ơi. Nâu 85 ngàn màu nâu, chị nào lấy nâu chốt nâu nè. Chân váy tí nữa nha chị ơi, chị Nghe Ngọc cho em địa chỉ luôn nha. Nâu này form rộng rãi thoải mái 40-60-65kg gì vừa hết mẫu này giúp em nha. Dạng cổ tim, tay là tay dài, bao đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt nâu giúp em nha mấy chị ơi, nâu giùm em nè. Nâu 85 ngàn nâu, rồi em lên một ít lên nó là hết hàng luôn. Nâu nha mấy chị ơi. Rồi chốt em mẹ số 1, form này 55-56kg lại men vừa nâu chị Linh Phạm. Chị Linh Phạm lên lại giúp em địa chỉ số điện thoại Linh Phạm ơi. Rồi phong này 55-56kg lại men vừa chốt em mẻ 1.
Mẻ 1 nha mấy chị ơi, mẻ số 1 giùm em nè, chốt in mẻ 1. Mẻ 1 giùm em nha, mẻ 1 đúng một cái duy nhất, beo xịn beo đẹp luôn. 55 56 kg loại men vừa, chốt liền giúp em mẻ số 1 nha mấy chị ơi. Để thêm mẻ nha. Mẻ 1. Rồi chốt em mẻ số 2. Chị Nga Ngọc cho em địa chỉ luôn rồi Nga Ngọc ơi. Mẻ 2 form 40 đến 60 kg men vừa, chốt giúp em mẻ 2, mẻ 1 cho Rosie. Mẻ 2 nè, beo đẹp luôn nha. Chị Linh Phạm với lại chị Nga Ngọc lên giúp em thông tin để bên em giao hàng nha mấy chị ơi. Rồi chốt em mẻ số 2, 40 đến 60 kg men vừa mẻ 2. Dạ rồi, cảm ơn chị Nga Ngọc nha chị ơi. Mẻ 2 giùm em nha. Mẻ 2 40 đến 60 kg men vừa, chốt liền giúp em mẻ 2 nha mấy chị ơi. Đúng một cái duy nhất mẻ số 2. Rồi chốt em mẻ số 3 nha mấy chị ơi. Linh Phạm bỏ vô đơn em mẻ chị. Ok em nè, Linh Phạm bỏ vào Thanh Vi. Rồi cái này form 55 56 kg lại men vừa, chốt giúp em mẻ số 3 nha mấy chị ơi. Mẻ 3 giùm em nè. 55 56 kg lại men vừa, chốt em mẻ số 3, 85.000 mẻ 3. Rồi 85.000 mẻ số 3 giùm em nha. Chốt giúp em mẻ số 3 chị Việt mẻ 3 nè. Rồi mẻ số 4 giùm em nha mấy chị ơi. 57 58 kg lại men vừa, chốt giúp em mẻ số 4, giá 85.000 mẻ 4. 85.000 mẻ 4 giùm em nha mấy chị ơi. 85.000 mẹ số 4 nha. Chị lấy mẹ 4 chốt em mẹ 4. Mẹ 4 giùm em nha mấy chị ơi. Vải nè, beo đẹp luôn nha. Chốt em mẹ số 4, 85.000 mẹ 4. Rồi này chốt em mẹ 5 nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men rùa cổ keo be phân, đẹp lắm luôn. Hàng này nè, rất là đẹp nha. Ủa cái đó mẹ mấy rồi? Mẹ 4 rồi đúng không? Rồi này mẹ số 5 giùm em nha mấy chị ơi. Nó ghi lại mẻ 5 giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa, chốt em mẻ 5, đúng một cái duy nhất mẻ số 5 nha mấy chị ơi. Đúng một cái duy nhất mẻ số 5 giùm em nha. Chốt giúp em mẻ 5. Mẻ 5. Rồi áo khoác này mẻ 6 giùm em nha mấy chị ơi. Khoác này mẻ 6 giùm em nha. Khoác len nè. Khoác len nhẹ mẻ số 6 nha, bả nó đẹp lắm luôn. Hiền Binh mẻ 5. Mẻ 5 cho chị Hiền Binh mẻ 5. Cái này mà đi làm dây kéo thành một cái áo khoác có dây kéo đẹp nè. Chốt em mẻ 6. Chị là trùm mất đi bỏ dây kéo vô. Rồi chốt em mẻ 6 nha mấy chị ơi. Form 40 đến 60 kg giùm em nha. 85.000 mẻ 6. Mẻ 6 giùm em nha mấy chị ơi. Khoác nhẹ vô nè, mẻ 6 giùm em nha. Chốt em mẻ 6. Rồi mẻ số 7 giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa, chốt em mẻ 7. 40 đến 60 kg men vừa mẫu này, chốt giúp em mẻ số 7 nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Chốt này giùm em mẻ số 7 nè. Số 7 giùm em nha. Số 7. Mẻ số 8 đúng một cái duy nhất luôn. Form này 40 đến 60 kg men vừa giùm em luôn nha. Mẻ đó mẻ mấy rồi? Mẻ này mẻ số 8 giùm em nha mấy chị ơi, màu xanh min. Màu xanh min giùm em nè, chốt em mẻ số 8 màu xanh min, beo đẹp luôn. 40 đến 60 kg men vừa giùm em nha. Chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Ok em Thanh Vy nha. Rồi chốt em nha mấy chị ơi. Mẹ số 8 đúng một cái duy nhất mẹ số 8 giùm em nha. Số 8. Rồi mẹ số 9 nè. 40 đến 60 kg men vừa, chốt em mẹ 9 cổ keo nha mấy chị ơi. Chốt em mẹ 9 nha. Mẹ 9 nè. Chốt giùm em mẹ số 9 mấy chị ơi. Mẹ số 9 giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa, chốt giúp em mẹ 9. Rồi mẻ 10. Chốt em mẻ số 10 nha mấy chị ơi. Chốt em mẻ 10. 40 đến 56 57 kg giùm em nha. Chốt em mẻ 10. Cổ này beo đẹp, mặt hơi trở trở vai. Mẻ số 10 giùm em nha, mẻ 10. Mẻ 10. Mẻ 11 giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ số 11. 40 đến 60 kg men vừa, chốt em mẻ 11. Rồi nha chị bé Nguyễn Mai Chi ơi. Mẻ 11 giùm em nha. Mẻ số 11 nha mấy chị ơi. A à, lấy này chốt em mẻ 11. Số 8 Nguyễn Lê Xuân My là màu xanh á, xanh nhạt á. Chị Nguyễn Lê Xuân My mẻ 8 rồi. Mẻ này mẻ 11 luôn. Mẻ số 11 giùm em nha mấy chị ơi, mẻ 11. Chốt em cái này mẻ 11, 40 đến 60 kg men vừa mẻ 11. 20. Rồi mẻ 12 giùm em nha, 40 đến 57, 56 57 kg men vừa, chốt em mẻ 12. Cổ như thế này toàn bộ đính đế phần trước rất là sang nha mấy chị ơi, tay dài. Chốt em mẻ số 12 nha. Giờ lấy 12 chốt giùm em 12. 12 nha mấy chị ơi, 40 đến 56 57 kg giùm em mẻ số 12. 85.000 mẻ 12. 12 nè.
2. Cái này nó nằm chung trong đầm, em tính thành giá áo luôn nha. Rồi chốt em mã số 13. Form này 40-55kg, 40-55-56kg mã số 13 em nha. Mã 13 em nha mấy chị ơi, 85.000 mã số 13, 40-55-56kg giùm em nha. Mã 13, 40-55-56kg mã số 13 em nha. Hình phía trước nè, nằm chung với áo nên tính bằng da đầm rồi. Mà nằm chung với áo nên tính bằng da áo luôn. Mã nhiều quá nè. Mã số 13 em nha mấy chị ơi, 13, 40-56-57kg 13 nha. 85.000 mã 13. Mã 14 dương hình đó. Mã 14 40-60kg mang vừa, chốt em mã 14 nha mấy chị ơi. Chốt em mã 14 nè, đúng một cái. Mã 14 giùm em nha, 40-60kg mang vừa mã số 14. Dễ thương xỉu luôn á, mấy cái này vải nó luôn mấy chị ơi, giặt thoải mái nha, không sợ bong tróc gì hết. Chốt em mã số 14 đúng một cái. 40-60kg mang vừa nha mấy chị ơi, chốt em mã số 14. Mã 14 nha, mã 14. 14 này em đưa vô 14. Rồi mã 15 giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 40-60kg mang vừa. Chốt em mã số 15. Mã 15 nha mấy chị ơi, toàn bộ mấy cái hình mèo này là hình thêu giùm em nha. Chốt em mã số 15. Mã 15 nha mấy chị ơi, 15. Rồi xám này mã số 16 giùm em nha, form 52kg lại mang vừa, chốt em mã 16. Có nha, thấy là 115. Hai cái còn một cái còn. Mẻ như 15 đúng không? Mẻ 15 giùm em nha, 52kg lại mang vừa mẻ 15. Rồi mã 16 giùm em nha mấy chị ơi, 14 chị Hồng Nguyễn Thị là cái màu đỏ. 14 chị Hồng Nguyễn Thị nè. Rồi cái này mã 16 giùm em nha, 40-60kg mang vừa mã 16 giúp em mấy chị ơi. Chốt giùm em mã 16. Mã 16 giùm em nha, mặc bình thường, mặc trở vai được luôn nè. Chốt em mã 16, 85.000 mã 16 giùm em nha, bình thường trở vai được luôn. Chốt em mã 16, 16 này. Rồi mã 17 giùm em nha mấy chị ơi. Màu đen tay nó phối nè. Len luôn nha, đẹp lắm luôn. Chốt em mã số 17, 60kg đổ lại mang vừa mã 17 giùm em nha. Mã 17, form 60kg lại mang vừa, chốt em mã 17 đúng một cái. Chốt em mã 17 nha mấy chị ơi. Mã 17 giùm em là 17. 17 nè em, 17 nha. Mã 18 giùm em nha mấy chị ơi, 60kg độ lại mang vừa, chốt em mã số 18. 18 nha mấy chị ơi, chốt mã 18 giúp em nè, mã số 18. 18 giùm em nha, mã 18 mấy chị ơi, 18 nè. 60kg độ lại mang vừa mã số 18. Rồi mã 19 giùm em nha, 60kg độ lại mang vừa, chốt em mã số 19. 60kg đổ lại mang vừa, chốt mẻ 19 giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ 19 nè. Mẻ 19 giùm em nha. Rồi mẻ 20 giùm em. 20. 60kg đổ lại mang vừa, chốt mẻ 20 giùm em nè, mẻ 20. Mẻ 20 nha mấy chị ơi, mẻ 20. Cái này đẹp kiểu luôn á, dày. Mẻ 20 giùm em nha. Dày lắm luôn á, mẻ 20. Chốt em mẻ 20 đúng một cái, 60kg lại mang vừa, chốt mẻ 20 giùm em nè. 20.
mẻ 20 giùm em mấy chị ơi. Rồi mẻ 21. Cái này bao đẹp luôn, mẻ số 21 mà cột bình thường. Mà cổ bình thường, mặt trở vai lật vai được luôn nha. Thanh vi nâu 20 á, thanh vi nâu 20. Rồi chốt em mẻ số 21, form 40 đến 57, 58 ký con vừa luôn. Chốt em mẻ 21 nha, mẻ 21 mặt cổ tròn bình thường cũng được, mặt lật vai cũng được, mặt trở vai cũng được luôn. Chốt em mẻ 21, 85 ngàn mẻ 21. Toàn bộ phần trước là đính đế em nha. Mẻ 21 này, 21. Rồi mẻ 22 giùm em nha, mẻ 22. 60 kg độ lại men vừa, chốt em mẻ 22. Nhãn khót này cực kỳ dễ thương luôn, màu lẹ ghê luôn á. Có túi giùm em nha. Rồi chốt em mẻ 22, ok xe xỉ chiều ship luôn nè em. Mẻ 22 giùm em nha mấy chị ơi, 22. 22 giùm em nha, 22 nè. Chốt em mẻ 22. Quần nhung màu đen sốt một cái mấy chị ơi, em la nó bị rớt xuống này nè, muốn que. Rồi 95 ngàn chốt em nhung đen giá 95, 60 kg độ lại mang vừa. Rồi chốt em quần nhung màu đen 95 ngàn, nhung đen. Nhung đen 95 ngàn giùm em nha. Nhung đen 95 ngàn, chốt em nhung đen giá 95 ngàn nhung đen. Hôm này không 60 kg đổ lại chị nha Huyền Diệu ơi. Quần nhung màu đen 95 ngàn. Ra nó la nó sẽ bị rớt xuống ở dưới này mới còn mấy chị ơi. 95 ngàn nhung đen giùm em nha. Chị là lái nhung đen, chốt em nhung đen giá 95 ngàn. Ầm liên chưa có về mẫu mới chị. Rồi em áo khoác này xong que đầm liền luôn. Khoác kaki màu trắng sang đẹp muốn xỉu luôn. Ở sau nút cài hết thì em nha. Kaki màu trắng giùm em nè. Khoác kaki màu trắng. Chói với đây. Rồi, 56 57 kg trở lại thì vừa hết giùm em luôn nha. Ở trước của nó có túi nè mấy chị ơi, kaki màu trắng giùm em nha. Ở trước có túi, rồi hai túi hai bên giùm em luôn. Phía sau là có nút. Nói phía sau nút như này giùm em nha. Rồi chị nào lấy khớp kaki trắng chốt giùm em giá 125 ngàn. 125 giùm em bao giá luôn nha mấy chị ơi. 125 ngàn áo khớp trắng này giúp em nha, 125. 50 56 57 kg lại men vừa. Áo len hết rồi nha Huyền Diệu ơi. 56, 57 kg lại men vừa, nhận áo hết hồn mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc, mẹ có giá là 125 ngàn giùm em nha. Rồi chị lấy khốt kaki trắng 125, chốt em là kaki trắng với 125 ngàn. Chốt trắng giùm em nha mấy chị ơi, 125. 56, 57 kg trở lại là vừa hết giúp em nha. 125 ngàn kaki trắng. 125 kaki trắng giùm em nha mấy chị ơi. A à, lấy thì chốt giúp em nha. Khốt kaki trắng 125. Khốt kaki trắng 125 ngàn giùm em nè. Ủa, còn cọc nỉ lên còn cọc không mấy chị ơi, đếm lên cọc đây luôn. Rồi kaki trắng 125 giùm em nha mấy chị ơi, màu cọc lên là đếm lên luôn, xong rồi em chuyển qua đầm. Rồi chốt em màu đen 85 ngàn màu đen mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa em nha. Kia một cái lên còn nhiêu cốc vô đi. 40 đến 60 kg men vừa, chốt em đen mấy chị ơi. 85 ngàn màu đen nha. 85 ngàn màu đen nè. Số 1 cọc em chưa like, màu đen nè.
5.000 màu đen mấy chị ơi, màu đen đẹp lắm luôn, đúng một cái nè, 40 đến 60 kg là men vừa hết cho em mẫu này nha. Màu đen 85.000 màu đen. Trắng 85.000. Form này 56 57 kg lại men gồm em nha, chốt em trắng giá 85.000 màu trắng mấy chị ơi. 85.000 màu trắng giùm em nha. Chờ lấy trắng 85 chốt giúp em là trắng giá 85.000 màu trắng. Rồi xanh rêu bao đẹp luôn. Xanh rêu giùm em nha mấy chị ơi. 56 57 kg lại men vừa chốt em xanh rêu. 85.000 xanh rêu. 85.000 xanh rêu giùm em nha. Giờ lấy xanh rêu chốt giúp em là xanh rêu giá 85.000 xanh rêu bao đẹp luôn, đúng một cái. Ở ngồi dày dặn lắm luôn, đẹp hơn trong lai màu rêu này. Ở ngồi đẹp hơn trong lai giùm em nha. Chốt em rêu giá 85.000 màu rêu. Trắng 85 nè. Đen 85. Rồi chốt em màu rêu nha, giá 85.000 màu rêu. Rêu Thảo An nè em. Rồi đen giùm em mấy chị ơi, đen trơn bao đẹp 85.000. Form 40 đến 60 kg men vừa giúp em nha, chốt em đen giá 85.000 màu đen. Cổ keo luôn nè mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Chốt em nè, đen 85.000 màu đen trơn. Đen trơn luôn nha mấy chị ơi, 85.000 đen trơn giùm em nha. Giờ lấy đen trơn chốt em đen trơn. Đen trơn nha mấy chị ơi, 85.000 đen trơn. Rồi chốt em sọc 85.000 sọc, form 60kg lại men vừa chốt em sọc. Sọc này em có sọc màu xanh với sọc màu tím hai màu. Sọc xanh với sọc tím hai màu giùm em nha, 85.000 form 60kg lại men vừa chốt em sọc kèm màu. Sọc xanh sọc tím hai màu. Tím. Rồi xanh, đây mấy chị ơi. Sọc xanh giùm em, rồi này sọc tím nha mấy chị ơi. 85.000 chị lấy chốt em sọc kìm màu. Sọc tím. Rồi sọc xanh hai màu giúp em nha, ai lấy chốt em sọc kìm màu. Sọc tím, sọc xanh hai màu. Rồi em qua, là hết lên nha. Rồi đầm đen giá 135.000 giùm em nha mấy chị ơi. Đầm đi đưa mẫu đi. Cái loại cho ít chân váy đen chị luôn. Đen mặt 125.000. 135.000. Rồi mặt xong rồi đó, cột cột đắp lại cột ra sau giùm em nha. Đầm len đi chị, đầm len mình còn đúng không? Cho ít đầm len lên luôn nha. Đen mặt 135. Form này 52 53 kg lại men vừa. Rồi lấy đen này chốt em đen 135.000 vải bao đẹp luôn nha, cổ là dạng cổ vuông. Mà xong cột cái nơ đây sau giùm em nha, cột nơ đây sau. 135.000 chốt em đầm đen 135 nha mấy chị ơi. Kiểu đơn giản nha, cổ là cổ vuông tay hơi phồng phồng giùm em nè. Cổ vuông tay hơi phồng phồng 135.000 giùm em nha. Giờ lấy đen 135 chốt em đen 135.000. Giờ nhỏ nhỏ người tầm 52 53 kg lại là men vừa. Chị số 10 đường bơ bé chị à. Mẹ vừa vô vô Đặng Thái Thân là có cái quán cà phê tê tê á. Chị đi vô trong cái hẻm nhà số 10 này nha.
hai bút là gì vậy chị? Vịt mà chị không vừa. 1B5 đầm đen giùm em nha mấy chị ơi. Rồi cái này đúng một cái duy nhất giùm em nha. Beo đẹp luôn nè. Rồi form 52kg lại men vừa beo đẹp đúng một cái duy nhất. Em đi coi khách lấy đồ đi. Cái này ở trên của nó là màu phối màu nâu nâu cho mình nè mấy chị ơi. Ở dưới là vải beo dày dặn beo đẹp luôn giùm em nha. 135.000 form 52kg lại men vừa. 52-53kg lại men vừa mẫu này giúp em nha. Chị lấy đầm này chúc em đầm đen đang cầm nè. Đẹp xuất sắc mấy chị ơi, đúng một cái duy nhất luôn nha. 135.000 đúng một cái. Và ở dưới dày dặn đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt giúp em là cái đầm len mà có cổ á. Này giúp dắt cái chắc này nè. Đầm len này cổ lọ em mà. Lấy đi em chị đi. Rồi 135.000 chốt em đầm này giá 135 nha mấy chị ơi. 135. Là lấy cái đầm len cổ lọ đúng không chị? Đầm len cổ lọ giúp dắt hay mà. Đen Nguyễn Lê Xuân My đầm đen đang cầm 1B5 cho Nguyễn Lê Xuân My. Đây đây đưa chị lại. Rồi đúng cái chị cầm là ok em chị nha. Nguyễn Lê Xuân My ơi, đúng cái cầm này ok giùm nha. Nguyễn Lê Xuân My 1B5. Form nó dạng form chữ E á em, đẹp lắm. Rồi đầm đỏ giùm em nha mấy chị ơi, đỏ. Đỏ nó dạng như là form hơi suông suông giùm em nha. Phải to giảm 40-60kg men vừa. 40-60kg men vừa giùm em nha. Hết chưa? Sáng nay tìm không thấy. Nhưng mà còn chắc chắn còn một cái nè, cái đầm cổ lọ dứt chắc á. Rồi chốt em sọc đỏ nha mấy chị ơi, sọc đỏ giùm em nè. Sọc đỏ có dây ngang quen như này em nè. Sọc đỏ 99.000, chốt sọc đỏ 99 giùm em nha. 40-60kg men vừa luôn. Mặc xong rồi còn có dây ngang que. Chốt em sọc đỏ giá 99.000 sọc đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Rồi sọc đỏ giá 99.000 sọc đỏ giùm em nha. 99.000 đỏ. Đỏ 99.000 giờ lấy đỏ chốt đỏ giùm em nha. Lê Kim Khánh đỏ. Chị nào lấy đỏ nuôi chốt em nha mấy chị ơi, đỏ 99.000. Em còn cái đỏ nữa nha, chị lấy đỏ chốt đỏ giá 99 giùm em nè. Rồi hai dây này giùm em nha mấy chị ơi, hai dây này giùm em nha. Form này tầm 55-56kg trở lại giùm em nè. 55-56kg lại men vùi giùm em nha. Phía trước còn nói như thế này mấy chị ơi. Rồi đính đế. Rồi phía trên này nó cũng có đính đế giùm em luôn nha. Rồi chốt em là 2 dây 79. Chị nào lấy 2 dây 79 chốt em 2 dây 79 nha. Vải len to giãn 56-57kg trở lại cũng vừa luôn giùm em nè. Chốt em 2 dây với 79.000 2 dây. Đó. 2 dây 79.000 2 dây giùm em nha. 2 dây 79. Vải len co giãn nha mấy chị ơi, beo đẹp luôn. Đây đính đế giùm em nha. Đẹp xuất sắc. 79.000 chốt em 2 dây với 79.000 56-57kg lại nha. 40kg độ lên, 56-57kg độ về giùm em nè. 2 dây 79 nha mấy chị ơi. Giờ lấy 2 dây chốt em 2 dây. 79.000 2 dây. 2 dây đi. Ở đâu ạ? Rồi trắng suông đuôi kế giùm em nha mấy chị ơi. 2 dây 79 cho Thanh Vy. Rồi trắng suông đuôi kế form rộng rãi thoải mái giùm em nha. Rồi nó bị hơi bị dơ này xíu. Nó bị dơ này xíu nha mấy chị ơi.
Rồi em tính giá 79 ngàn luôn, chờ lấy trắng này vào nhà giặt giùm em nha. Bị bụi á, trắng 79 luôn. Hai dây 79 nó thanh vi một cái nha em. Chốt em trắng này 79 beo đẹp luôn nha, hàng này hàng 100 mấy nè, hàng 145 ngàn mà nó bị dơ nè. Giặt giùm em nha, 79 ngàn luôn, 60kg loại mang vừa bầu bì con chim được. Dạng như là đuôi ké phía dưới em nha. Chốt em trắng 79. Trắng 79 giùm em nha. Giờ lấy trắng 79, chốt em trắng 79 ngàn. Trắng 79 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi tím. Đầm tím giùm em nha, đầm tím nè, hai túi hai bên. Rồi có dây cột đây sau mà sau một cái chỗ cột dây đây sau. Tím giùm em nha mấy chị ơi, 60kg độ lại mang vừa tím 99.000. Giờ lấy tím 99 chốt giúp em là tím giá 99.000 tím nha. Mặt xong cột hai dây đây sau. Rồi như này giùm em nha mấy chị ơi. Em bao bì cho khách kìa. Rồi chốt em tím nha mấy chị ơi, 99.000 tím. 40 đến 60kg mang vừa mẫu này luôn giùm em nha, 99.000 giờ lấy tím chốt tím 99. Tím 99 giùm em nha. Trắng 79 nha chị. Rồi tím 99 ngàn, giờ lấy tím chốt tím giùm em nha. Body màu đen. Cái này có hồng nữa đúng không? Em lấy cái củ kim nene, có một cái đầm màu kìa, con sửa lấy em chị coi cái mẫu gì vậy. Em lấy kim nene. Đầm em mặc là form 52-53kg trở lại nha. Chị ơi thử đầm đen nãy được không? Đầm đen nào em? Đầm mặc là form 52-53kg trở lại giùm em nha. Rồi đầm body đen này. Rồi đúng rồi, bỏ vô lại. Body đen giùm em nè mấy chị ơi. Form này 56-57kg trở lại vừa luôn giùm em nha. 56-57kg lại vừa luôn. Mẫu này em có màu hồng, màu đen. Mẫu này là 125. Rồi màu đen nha mấy chị ơi. Đầm body 125, 56-57kg trở lại vừa giùm em luôn nha. Đen 125, cái này lên sang lắm. Đen 125 là cái em chốt rồi hộ, cái đó đẹp lắm luôn á, ngày hôm qua chưa like mẫu đó luôn á. Rồi mẫu này có màu đen, màu kè vô sữa nè, cái đó rất là đẹp, cái đó đẹp nhất luôn á. Hôm qua chưa like á, cái mũi qua chưa like không like á, đẹp lắm. Rồi màu kè vô sữa nha mấy chị ơi, màu kè vô sữa giùm em nè, 56-57kg lại men vừa nè. Màu kèm vô sữa giùm em nha. 125 đầm body kèm vô sữa đen với lại màu hồng nữa. 125.000 mẫu này. Giờ lấy đầm này chốt giùm em đầm kìm màu 125. 56-57kg lại men vừa em nha. Đen hồng kèm vô sữa. Đen hồng kèm vô sữa thì cái đen đó ơi. Tuyệt 55-56 cái con gái này. Đi tuyệt có không chị? Cái đầm hồi nãy là mẫu này. Ở trên là phối rất là mịn luôn nha. Ở dưới 135. Rồi chân váy trắng giùm em nha. Con này tầm
55-56 kg loại men vừa giá 85 ngàn. Còn cái cuối anh em chốt em trắng giá 85 ngàn màu trắng. Nghĩ chị Nguyễn Thị Phương Phương nè, hết đâu chị ơi. Rồi trắng 85 ngàn màu trắng giùm em nha quý chị ơi. Giờ lấy trắng chốt trắng giùm em nha, 85 ngàn trắng đầm em mặc 135 ngàn. Trong váy em trong váy sao lớn á. Rồi chốt em trắng giá 85 nha mấy chị ơi. Trắng 85 ngàn màu trắng. Hôm quay bữa trước mình like cái bữa mình like mình lỉ mẫu đó, Kero rồi đó em ạ. Chân váy này size L. Chân váy này size L em nha mấy chị ơi, 85 ngàn. Chân váy đen size L, có size nhỏ nhiều lắm luôn á Huyền Diệu ơi. Màu đen này size L em nha, 85 ngàn. Chân váy đen size L, chị nào lấy chân váy đen size L chốt giùm em nha. Chân váy đen size L giá 85 ngàn, đen size L. Đen size L 85 ngàn nha. Đầm đi từ size nhỏ không mọi chị ạ? Lớn 85 ngàn giùm em nha, tại không về size lớn size nhỏ không. 85 ngàn màu đen size L. Rồi màu xanh này là size XL. Màu xanh nhạt là size XL giùm em nha mấy chị ơi. XL thấy gì chứ không phải nhỏ đâu. XL màu xám xanh size XL giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy XL chốt em XL nha, 85 ngàn XL. 85 ngàn size XL. Ok em Huyền Diệu, size nhỏ là hơi bị nhiều luôn á, size lớn thì sợ không có. Rồi mẫu này size S thì em nè, màu nâu size S 85 ngàn, nâu size S nè. 85 ngàn nâu size S thì em nha, nâu size S giá 85 ngàn, nâu size S, nâu S nè, trắng S với anh M. Nâu là size S, trắng là size S với size M. 0943 1822 thì đâu có thu gì đâu em. Vải này thoải mái cực kỳ luôn nha, không thu gì hết. Nhưng mà còn thoải mái lắm, cái này 55-56 cái cũng vừa nữa. Rồi chân váy màu nâu là size S giùm em nha. Còn màu trắng là có S với M hai size. Mẫu này có quần bên trong luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này có quần bên trong luôn giùm em nha. Chất keki co giãn, có hai túi hai bên nè. Rồi nút phía trước giùm em nha, dây kéo nằm phía sau. Có quần bên trong giùm em nha mấy chị ơi. 85 ngàn màu trắng có size S với size M hai size. Còn màu đen thì cho chị coi lại cái len nâu với len đỏ, cái nào to hơn chị lấy. Chị xe xỉ len nâu với len đỏ nào vậy? Éo rồi chị, nâu đỏ là hình như hết rồi. Coi có cái nào không? Đỏ trơn với lại nâu trơn. Rồi trắng váy với size M, còn màu nâu là chỉ có size S thôi nha mấy chị ơi. Chân váy này chị nào lấy chốt giùm em nha. Trắng size S cho Huyền Diệu. Huyền Diệu trắng size S ở đường Đoàn Cầm Nghiệp á. Rồi trắng X với M hai size, áo len màu đỏ màu nâu là hết rồi chị xin xỉ ơi. Đỏ nâu là em hết rồi chị. Tero này có size gì ở trong luôn. Tero này giùm em nha mấy chị ơi, như X với M luôn hả? Có quần bên trong là size X với size M hai size giùm em nha mấy chị ơi. S với M hai size giùm em nha. Kero có quần bên trong 85 ngàn. Chị lấy Kero này chốt em Kero kìm M size 85 ngàn. S với M hai size nha. Có quần bên trong. Áo len là hai cái màu đó hết như xí xỉ ơi. Rồi chị nào lấy len này chốt giùm em nha. Kero kìm size S với M hai size 85 ngàn, có quần bên trong. Em không quay chưa lấy cái này cho anh Quy mà em chưa lấy thôi.
Ánh Vy. Có đơn Ánh Vy chưa? Chị kêu lấy là phải nhớ lấy liền nha. Ánh Vy là 125. Rồi đầm phom suông giùm em. Phom suông nha mấy chị ơi, trở vai phom suông đầm này em có màu xanh min nè. Màu này đẹp nè. Xanh min 57, 58 kêu lại vừa luôn á. Phơm này phơm suông giùm em nha, màu xanh min. Em lấy em chị áo len cái nào mà không bo ở dưới, mẹ phơm to to xíu. Mẫu này em có xanh min đỏ lại màu kem, ba màu. 125 ngàn mẫu này. Xanh min kem với đỏ, ba màu. 57, 58 kêu lại mang vừa, đầm suông, trở vai. Cái này đẹp mà, cái này đẹp mấy chị ơi, trở vai em nha, màu đỏ 125. 57, 58 ký lại mang vừa tay nè, beo dễ thương luôn nha. Màu đỏ xanh min với màu kèm phôi sữa, ba màu. Đỏ giùm em nha, trở vai đỏ xanh min kèm phôi sữa, ba màu giúp em nha. 125 ngàn, chị lấy đầm này chốt em đầm kìm màu. 57, 58 ký đâu lại mang vừa, kèm phôi sữa 125. Dễ thương lắm luôn mấy chị ơi, chị nào bầu nhỏ cũng có thể mặc được. Rồi kè phôi sữa giùm em nha, 125 ngàn, kè phôi sữa 125. Em áo len mày ngon, áo len cái này mà Huyền tìm cho chị áo len phom to to, cái này mà không bo dưới á, lấy gì cho chị coi. Rồi chốt em đỏ, 125 đỏ nha mấy chị ơi, màu đỏ này đỏ đô. Đỏ đô 125, đỏ đô giùm em nha, đỏ đô 125. Rồi với xanh min 125 ngàn giúp em nha, xanh min 125. Rồi lấy xanh min, chốt em xanh min nha, 125 ngàn, màu xanh min nha mấy chị ơi. Xanh min 125. Đỏ 135 giùm em nha. Cái này 55 ký lại mang vừa nhé. Màu đỏ quả đẹp. Một màu. Chị Hồ trắng ở đâu có thấy xấu xe đâu. Chốt em đỏ 55 ký lại men vừa nha mấy chị ơi, 135 ngàn đầm đỏ 135, cổ là cổ vuông. Cái này của Nguyễn Lê Xuân My kêu vô. Rồi chốt em đỏ 135 ngàn màu đỏ nha mấy chị ơi, đỏ 135 đỏ. Rồi lấy đỏ chốt em đỏ nha, 135 ngàn đầm đỏ 135. Body quen gối hơn rồi, để em tìm nha chị Phương Trang ơi. Rồi body gấu 40 đến 60 kg men vừa, 85 ngàn, chốt em gấu 85. Gấu len nhan len nâu, gấu len nâu 85 ngàn, 40 đến 60 kg men vừa dùm em luôn. Chốt em nâu giá 85 nha mấy chị ơi. Rồi nâu 85 ngàn, nâu dùm em nha. Đây đẹp lắm, nổi lên trên cho mình luôn. Nâu giá 85 ngàn nâu. Cho em xem đầm chị vừa thay cái đó em hết rồi nha, phúc sen thôi. Rồi chốt em nâu giá 85 ngàn, 40 đến 60 kg men vừa mẫu này luôn nha mấy chị ơi. Chốt em nâu giá 85 ngàn màu nâu. 85 ngàn nâu giùm em nha, 40 đến 60 kg men vừa hết luôn, nâu 85 nâu. Nâu 85.
rộng không em? Đây số còn phong nhỏ thì xỉ thôi. Lấy ra chị coi, biết còn hay không thì biết liền à. Body dáng dài. Không, đâu đâu. Hết rồi, màu hồng đó là hết. Của chị Lê thì biết nghe lấy đó. Không luôn chị. Chị lụa trên cây là đẹp lắm. Tại vì tiêu á, cho nên thấy vậy á. Lụa xong rồi vô cây. Cây nhỏ nâu chị Vy Vy một cái nâu 85.000 chị Vy Vy. 85.000 chị Vy Vy cái nâu em. Nằm nâu là vải len nha Thu Hải Nguyễn ơi. Vải len nó đẹp hơn là vải thun á. Cái này mặc suốt luôn không bao giờ mà nó bị nhẽo, nó bị phù. Body 125 dùm em nha. Hôm này vải co giãn lắm luôn. 57-58kg lại men vừa luôn nha. Chốt em body 125. Body 125 dùm em nha mấy chị ơi. 57-58kg lại men vừa luôn. Dạng thun mày thun gì á, nó đẹp lắm, dày dặn và co giãn dùm em nha. Chốt em body 125.000 là body. Có rồi, một màu đó, còn một màu. Rồi chị nào lấy body này chốt em body nha. Body rồi, tiếp này Hồ Tốn có đăng hình 125.000 nguyên kệ xếp về form 60kg độ lại men vùi nem nhang, bầu bì cũng có thể bông chen được. Cái này em còn màu vàng với màu hồng hai màu, rồi một cái quần bên trong, một cái quần bên trong, một cái đầm bên ngoài nha mấy chị ơi, trở vai 60kg độ lại men vừa, bầu bì bông chen được hết thì nem nha. Có dây cột eo cho mình luôn, vải dày dặn lắm luôn mấy chị ơi. 125.000 cũng còn đen thôi, còn vàng với hồng hai màu. Nha, nó là đầm nha mấy chị ơi, đầm form suông 60kg độ lại men vừa, bầu bì bon chen được hết luôn. Body em có kịp, em thẻ đây nè. Thẻ đây nó cũng có một xíu thôi. Tại vì vải nó co giãn nha, em không kịp mà. Đó, nè, mấy chị thấy không, mà nhìn nó vẫn như là vừa với người em vậy. Đứng xét vô mới thấy rộng nè. Tại vì nó làm hai cái đường chỉ gì nè. Nhìn cái eo mình rất là nhỏ luôn mấy chị ơi. Đầm em mặc đúng một màu duy nhất. 57-58kg lại vừa luôn á. Vải co giãn giùm em nha. Vải co giãn 125.000. Đúng một cái duy nhất 125. Em kịp thì em kịp cũng hơn xíu mà đâu kịp. Nãy đó nãy kịp vô một chút gì đó. Thẻ ra nó cũng vậy thôi à. Đầm em mặc 125 giùm em nha. Chị nào lấy thì béo em. Rồi cái tiếp này 125.000 kìm dây cột eo luôn. Tiếp đầm 125. Màu vàng với màu hồng da hai màu, 125.000. Vàng hồng da hai màu giùm em nha. Hồng da mấy chị ơi. Body đúng một màu nha chị. Rồi chị nào lấy tiếp đầm chốt em tiếp đầm kìm màu 125.000 kẻ tiếp. Màu hồng nè mấy chị ơi, hồng giùm em nha. Có dây cột eo luôn, chị nào bầu bì thì mình khỏi cột, mình mặc thành dáng suông. Mặc lên trên, mặc trở vai. Đây nha mấy chị ơi, tiếp đầm giá 125.000 giùm em nha. Chị lấy tiếp đầm chốt em tiếp đầm 125. Màu hồng, hồng màu hồng với màu vàng hai màu em nha, hồng vàng hai màu 125.000 chị lấy chốt em nha. Hồng vàng hai màu 125. Đầm Adidas 135.000 vải dày dặn lắm luôn. Body 125 của chị Vy Nguyễn. Vy Nguyễn này ở đâu em? Vy Nguyễn mà em tay em đi. Rồi đầm Adidas 135.000. Cái này form 60kg độ lại vừa luôn dùm em nè. Chốt em Adidas 135. Chốt em Adidas 135.000 mấy chị ơi. Chốt em
Ê đắt 135 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt giùm em nè. 135 e đắt phải mép dày dặn cực kỳ luôn giùm em nha. Chị Phương Trang nằm Adidas 135 điểm chị ơi. Tầm 125 cho Huyền Vân nữa kìa em. Gửi rồi nha chị Hà Nguyễn ơi. Tầm 125 Huyền Vân. 125 Huyền Vân nữa nè. Gửi rồi nha chị Hà Nguyễn ơi, em gửi rồi nha chị. Dồn ok chị Phương Trang dồn. Làm em mặc 125 ngàn. Đen, hồng, trắng, ba màu. Làm em mặc 125 ở dưới đuôi cá đính học. Còn bộ phần trên vải là vải len form 56-57 ký trở lại là vừa đầm này luôn nha. Màu đen, màu hồng, màu trắng, be màu 125. Ở dưới là đuôi ké em nè. Còn bộ cái phần này đính ngọc nổi lên trên giùm em nha. Vải là vải len. Màu đen, màu trắng, màu hồng, be màu 125. Rồi màu trắng giùm em nha mấy chị ơi. Đen, trắng nè với hồng, be màu 125 ngàn. Chị lấy đầm này giúp em đầm tiền màu. Đen, trắng, hồng, be màu 125 giùm em nha. 56-57 ký lại vừa hết giùm em luôn mẫu này. Chị lấy đầm body này, chốt em đầm body tiền màu. Đó, ngọc kết nổi giùm em nè. Màu hồng, màu trắng. Màu em mặc là màu đen giá 125 giúp em nha. Đen, trắng, hồng, be màu 125. Đẹp lắm. Chị lấy đầm này, chốt em đầm tiền màu nha. 125 ngàn đầm tiền màu đen. Rồi trắng với hồng, be màu. Chị lấy mẫu này chốt em đầm tiền màu. Ủa cái này còn à? Hồng. Đầm này. Ui, Nguyễn Lê Xuân My em chọn em chốt chắc giùm chị nha. Tại vì đầm đen này cũng có người hỏi á. Huyền Vân này em. Nè, Nguyễn Lê Xuân My bỏ cái hồng này vô là bỏ cái đầm đen thì ra chốt chắc giùm em nha. Huyền Vân nữa em, Huyền Vân là lấy cái đen này, không lấy cái body kia. Lấy đổi liền để lộn. Cũng là Xuân My nè, màu hồng nè. 125 bởi kia ra em chị. Rồi Huyền Vân là màu đen chị mặc rồi bởi kia ra là em còn màu trắng thôi nha. Hết hồng nha Thu Hải Nguyễn ơi, còn màu trắng thôi nè. Còn màu trắng thôi. 125 còn trắng thôi nha. Bỏ hết chưa để lộn nha em. Là Huyền Vân màu đen chị mặc đúng không? Huyền Vân à. Không chị luôn đây. Màu hồng nha chị Linh Nguyễn ơi, còn màu trắng thôi nha chị. Đầm hồi nãy 125 là em còn màu trắng thôi nha. Còn màu trắng thôi là hết hồng luôn. Đầm em mặc form 60kg độ lại nó chị vừa hết giùm em luôn nha. Vải nè, co giãn cực kỳ tốt luôn. Vải len giùm em và tay phối ren rất là mịn luôn nha mấy chị ơi. Phối ren cực kỳ là mịn luôn giùm em nha. Có màu em mặc là màu kè vô sữa với lại màu hồng hai màu giá 135 ngàn một đầm. Hồng với kè vô sữa hai màu giá 135 ngàn một đầm em nha mấy chị ơi. 60kg độ lại men vừa màu. Bon chen được luôn giùm em, co giãn lắm luôn nha. Chị lấy đầm này chốt em đầm tìm màu. Màu kèo phô sữa với màu hồng hai màu. Chân váy dài dạ không nha kèo thân nghe ơi.
Rồi hồng với lại kèm với sữa hai màu giúp em mẫu này nha. Giá là 135.000 một đầm. Chị lấy đầm này chốt em đầm kìm màu nhé, 135 đầm kìm màu. Đây nha mấy chị ơi, vải len giùm em nha, tay phối ren rất là mịn rất là đẹp luôn. Vải siêu co giãn giùm em nha, ren mịn đẹp dày dặn. Kèm với sữa hồng hai màu, chốt giùm em đầm kìm màu 135.000 nha. Hồng kèm với sữa hai màu giá 135. Hồng kèm với sữa đầm 135.000, mẫu này đầm họ Tuyết em còn đúng cái cuối cùng. 60kg đổ lại vừa hết thì nguyên mẫu này nha mấy chị ơi. Cái này sang lắm luôn nè, mua chụp hình. Rồi, 135.000 chốt em đầm họ Tiếp hộp 35, 60kg đổ lại men vừa bầu bì bông kim thoải mái dùm em. Còn đúng một cái cuối cùng luôn giá 135.000 dùm em. 60kg đổ lại men vừa bầu bì bông kim thoải mái. Tay phối màu đen vô nè mấy chị ơi. Đó. Vải rất là mịn rất là đẹp nha, BD là rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt em đầm họ Tiếp 135.000, còn đúng cái cuối cùng giá 135 nha mấy chị ơi. 135.000 còn đúng cái cuối cùng, chị là lấy gì chốt giùm em nha. Đẹp lắm luôn, hàng Quảng Châu cổ của nó đi, xuất sắc nha. Đúng cái cuối cùng luôn giùm em, mặt dáng dài que gối. Rồi 135 chốt em đầm họ Tiếp 135. Tầm này giá là 125, chốt em đen 125, 60kg đổ lại men vừa, rộng rãi thoải mái, dài que gối giùm em nha. Tầm này giá 125, tay là tay dài luôn nè mấy chị ơi. Họ Tiếp này giá 125 giùm em, hàng Quảng Châu nha. Form rộng rãi thoải mái, dáng dài beo đẹp luôn cho mình, có sỉ phía trước. Rồi 125.000 chốt em đen 125 nha mấy chị ơi. Rồi đen giá 125 giùm em nha, 60kg đô lại men vừa, đầm đen họ Tiếp 125 giùm em nha mấy chị ơi. Chốt giúp em là đen giá 125.000 màu đen. Đen 125. Đây em cột lên. Đen 125 nha mấy chị ơi. Chân váy này em có size S với size M, 2 size. Váy kaki co giãn có quần bên trong, giá 85.000, em có size S với size M, 2 size nha mấy chị ơi. Kaki co giãn hai túi hai bên nè. Rồi hai túi hai bên giùm em nha. Size S với size M, 2 size, hai túi hai bên, S với M, 2 size giùm em. Có quần bên trong luôn. Giờ lấy chân váy này chốt em chân váy màu kèm với sữa kìm size. Màu đen có size S nha, màu đen có size S. Màu đen là có size S giùm em nha. Lê Ngọc Anh Thi có này chưa? Thôi, ui. Không nhớ nó bè Thi ơi. Hẹn của bè tôi nịch lại kỹ càng rồi nè. Nói chưa trời. Coi chừng có rồi đó, bữa trước có like cái này rồi nè, coi chừng có rồi Thi à. Hình như bà lấy màu kẹp vào sữa rồi nha, còn màu đen mà chưa có lấy. Giờ lấy màu đen luôn không? Màu đen là có size S nha, Katie co giãn có quần bên trong, màu đen là size S. Còn màu kẹp vào sữa là S với M. Đúng rồi, Thi có cái này rồi nha, bà có cái này size... Bữa bà lấy size gì á? M hay sao á? Bà có cái này rồi nha Thi. Rồi màu kem S với M 2 size, còn màu đen là chỉ có size S thôi nha mấy chị ơi. Katie co giãn có quần bên trong. Trong cái này ở trong còn không? Vậy em phải bỏ trên cổ nha. Rồi ai lấy chốt em nha, một màu đủ rồi. Quay mẫu. Ủa, sao cái này còn nữa hả? Dùm em nha mấy chị ơi, form này tầm 5B 54kg lại men vừa, 5B 54kg lại men vừa em nha, đẹp luôn nè, 135.000.
không. Chị nào lấy đầm này chốt em đầm 1B5 nha, còn đúng cái cuối luôn á, 5B54 ký lại men vừa giá 135.000. Chị lấy đầm này chốt em đầm nơ 1B5 nha mấy chị ơi, nơ 1B5 nó được lắm nhưng còn đúng cái cuối cùng luôn á. Chị nhớ cái này không quên hốt rồi nha. Rồi đúng rồi, đúng rồi, nhớ rồi. Rồi, lấy cái đầm này chốt em đầm nơ 135.000 đầm nơ. Form 50B54 ký lại men vừa giá ký phía sau giùm em nha. Ta lấy chốt đầm nơ 1B5 đầm nơ 135.000 đầm nơ. Thấp cái kia, lấy cái kia. Đố kiếm gì đây chị Lan coi. Kiếm gì cũng được. Lên nó có lên nó còn không? Quần quần riêng em còn 42kg rộng không chị? 42kg rồi. Này như chị là phải bóp eo lại xíu. Nếu mà em nhỏ thì bóp lại xíu nha. Còn mày dạng eo to to thì vừa. À, chị ơi cho em xem lại làm đen cổ tàu. Ok Thùy Linh nè. Đen cổ tàu đưa chị lại. Đen cổ tàu tới đó đưa chị. Đây nha Thùy Linh, còn đúng cái cuối luôn. Có quần riêng nha Thảo Võ ơi. Quần riêng ống suông mình còn mấy mẫu lấy ra lại chị nha. Rồi, quần riêng ống suông. Rồi, này nha Thùy Linh ơi, mấy cái này mặc nè, beo đẹp luôn. Form rộng rãi thoải mái nha. Rộng rãi thoải mái, đẹp lắm luôn nè. Tay của nó phối vừa, chắc chắn là vừa nha Thùy Linh. Có quần riêng size lớn không? Còn size L chị mặc size L được á. Lấy mở ống suông được không? Không có ống kia. Váy size S, eo bao nhiêu vừa? Đo không chị, cái váy màu kim size S em. Váy màu kim size S đo eo giùm. Rồi chốt em đầm cổ tàu, đúng một cái cuối cùng 135.000 bê được luôn. Thùy Linh trường hè huy tập. Đúng không? Thùy Linh trường hè huy tập 1B5. Đầm khung này 125.000 cái cuối cùng. Đầm thung vàng 125, form 40-60, 65kg gì vừa hết thì em luôn nha. Chốt em thung vàng 125, thung vàng. Quần đùi xám size X cho chị Hồng Gia. Quần đùi xám size X giá 85.000 chị Hồng Gia nè. Đùi xám size X 85 chị Hồng Gia. Rồi đầm vàng 125 dùm em nha mấy chị ơi. Đầm vàng 125.000, ok Thùy Linh. Được nhưng mà hết rồi Huyền Diệu ơi. Cái này 40-60, 65kg vừa hết thì em mẫu này nha. Ủa chị cầm cái này là vừa nhưng em 65kg vừa luôn á, 125.000. Quần legging còn, chị mặc vừa hết á, lấy đem em hãy chụp á. Tại vì nó đa dạng nè. Chốt em đầm vàng 125 nha mấy chị ơi. Vàng 125 còn đúng hai cái cuối cùng. Giá 125.000 đầm vàng, hàng Quảng Châu, vải thun beo đẹp mấy chị yên tâm vải giùm em nha. Tay nè. Size S là eo 67 giùm em nha chị ơi. Chị Phúc Đôn ơi, size là eo 67 giùm em nha. Đầm vàng 125 nha chị, lấy chốt em vàng giá 125.000. Chị thử cái gì ạ? Đây đâu nó vừa mà sao? Rồi khót 85.000 giùm em mấy chị ơi, chốt em khót giá 85.000 nha, màu rêu, 60kg độ lại men vừa. Chốt em khót giá 85.000, khót giùm em nha, màu rêu 40-60, 65kg gì vừa hết giùm em luôn nha mấy chị ơi. 40-60, 65kg gì vừa hết mẫu này giùm em nha. Chị lấy cái này chốt giùm em rêu 85.000 rêu. Khót nha mấy chị ơi. Một màu nha, Minh Hồi đúng một màu luôn nha, đẹp lắm. Chị Hồng Gia rêu 85. Đây nè, Hồng Gia rêu 85. Em Thùy Linh ghi chú lại là không ship buổi sáng nha. Không ship sáng, có nghĩa là ship trưa chiều tối thôi. Không ship buổi sáng. Khối cho Minh Hồi 85.000, Minh Hồi. Minh Hồi 85.000, Minh Hồi. Đầm hồng này em còn đúng cái luôn á, có chân váy ôm dáng dài không em vậy? Không chị. Chị Trâm Võ ơi, áo đầm hôm bữa trước em về hàng lại chị. Mi lấy chị cái đầm màu xanh minh á, đầm mà dạng áo dài cách tân màu xanh minh dài nhà chị.
Em có ghi cho Minh hồi chưa? Chị Trâm vỡ mẫu này em về hàng lại nè chị ơi, ta lấy không béo em nha. 145.000 áo dài cách tân, nó lại đầm luôn á, lại đầm luôn nha chị. Về thấy chị Nhi Nguyễn nha chị ơi, còn quần đùi cho 60kg không chị? Quần đùi 60kg, để em tìm quần đùi lưng thun nha. Huyền, xong cái đó đi vô tìm quần lưng thun cho chị nha, quần sọt á. Ok Minh Hồi nha. Rồi đầm này phơm 53-54kg trở lại dùm em nha mấy chị ơi. 135.000 Úc Nghiêm đầm hồng 135. Năm ba năm tư ký lại men vừa. Cái đây á hả? Cái này tầm 50, tầm 5, 52, không, 52, 53 ký nó lại thôi. 52, 53 ký lại. Nó không có giảm. Nó không có giảm, phải này. Nhưng mà màu đẹp ghê luôn, màu xanh minh nè. Kiểu đẹp, sang lắm luôn nha. Về lại 145.000 năm b năm tư ký lại vừa luôn nha 145.000 mẫu xanh minh này, beo đẹp luôn mấy chị ơi. Dây cột phía sau luôn dùm em nè, đúng sang luôn cái này dùm em nha. Không nha Unicky ơi, cái này không vừa. Rồi đầm hồng 135 chốt em hồng 135.000 màu hồng. Rồi cái đầm này có nút cài phía sau luôn dùm em nha, trời ơi đẹp lắm. Đầm xanh minh này nè, mặc lên hơi bị xinh luôn mấy chị ơi, xuất sắc dùm em nha. Nó là dạng nó làm như đầm luôn. Mà chị là thích mặc quần bên trong một vẫn mặc được, cũng không sao hết. Không có dài Trâm bỏ ơi. Không dài đâu chị. Chị mặc lại vừa kít á. Cái này nó có dây phía sau nè, cột theo cái eo của mình luôn, rất là đẹp nha. 145.000 về hàng lại. Rồi ai lấy chốt em xanh 145 nha. Xanh 145. Xanh 145 đẹp xuất sắc. Trời ơi vải của nó mịn mà dài dặn lắm luôn nha. Hai lớp luôn nè mấy chị ơi. Nó đẹp lắm luôn á, đúng một cái về hàng lại còn đúng một cái thôi nha. Đó hai lớp luôn dùm em nè, beo dày dặn, beo đẹp luôn, vải mịn mét cực kỳ luôn nha. Xuất sắc, chốt dùm em đầm 145. Đúng một cái duy nhất 145.000 luôn là hơi bị sang luôn á. Chị Trâm vỏ là rồi, dạ ok Trâm vỏ. Chị áo dài cách tân size to cỡ em, Unity em dần chạy qua giờ chị lựa luôn. Đi qua chị thử luôn. Tại vì sợ em là sợ cái ngực của em nó to á, nên phải que thử cho chắc nha. Thì Trâm vỏ 145 nè. Trâm vỏ 145. Nhi Nguyễn ơi, coi quần này được không nha Nhi Nguyễn ơi, mặc thử mẫu đang cầm đi chị. Để... em hết mẫu đó nha Bách Hợp Phạm ơi. Rồi quần này 40-60kg men vừa, giá 85.000. Em còn đúng cái cuối cùng, chốt em quần trắng. Còn đúng cái đó nha em rồi. Có thấy rồi, cũng như không luôn, nếu mà thử rồi cũng như không. Nó về lại chân. Chị Trâm Võ ơi, em sẽ về lại cái chân váy màu nâu, váy len nâu, dáng dài. Chắc là tầm tuần sau là em, bữa nay chủ nhật rồi, chắc tầm thứ 2, thứ 3 gì đó. Không đâu, thứ 4, thứ 5 gì đó mới có hàng á. Chị thích, chị mẫu được không? Cái mẫu bữa trước em mặc đầu lai, chân váy len màu nâu, dáng dài, giá 115.000. Là em về lại mẫu đó, về màu nâu luôn nha chị. Rồi, chốt em nha, quần trắng. Chân váy mà dài que gối nè, loại mà loại xích ly. Loại mà xòe re mà xích ly rồi á, là loại đấy. Tuần sau là cũng về hàng luôn nha mấy chị ơi. Tuần sau là cũng về hàng luôn, chắc nó rơi vào khoảng tầm thứ 4, thứ 5 gì đó là em về hàng luôn á. Cái chị đợi mua chân váy của em nha, đẹp lắm, dáng dài. Ấy là body thì chị biết là về lại mẫu len màu nâu á thôi. Còn chân váy mà xích ly với lại xòe re á, dáng dài á, em về hàng nhiều. Đó, đợi nha. Rồi chân váy trắng giùm em 40-60kg men vừa. Quần chứ, chị lấy quần trắng, chốt quần trắng 85.000 quần trắng. Chiều nay em đi đám cưới. Ngày chủ nhật chứ, chiều nay về sáng mai đám cưới.
body sọc xanh giùm em nha. Rồi cái này form 55 56 kg trở lại là vừa em nha. 55 56 kg lại nha, vừa. Cái này giá nhiêu mi? 135 ngàn giùm em nha, sọc xanh 135. Rồi, có theo ở đây giùm em nha. Em ngủ giấc dậy chị còn lai hẻ. Like, tại chiều nay em bị sớm nè, không phải like, like luôn lần để em chốt đơn với chị luôn. Rồi chốt em nằm thọc xanh 135 ngàn dùm em nha. Thọc xanh 135, form 55, 56 ký lại men vừa. Vậy lấy chốt em thọc xanh với 135 ngàn nha. Body đẹp lắm nè. Vậy trong vỏ thứ hai gieo là hôm nay em gửi thứ hai nhận được. Thứ hai mới nhận được đó chị. Đằng mai cũng nghỉ rồi. Tìm cứ ghi chú thứ hai gieo nha, mới nha, shipper biết rõ. Áo liền hả? Rồi áo trắng 95 ngàn dùm em nha mấy chị ơi. Trắng 95 ngàn. Form này 40 kg đến 55 56 kg là vừa luôn dùm em nha. Áo trắng giá 95 ngàn, hàng Quảng Châu, vải đẹp lắm mấy chị ơi. Đèo hai bên có nút nè. Chốt em trắng giá 95 ngàn màu trắng nha mấy chị ơi. 95 ngàn màu trắng dùm em nha, 95 ngàn màu trắng. Chị là lấy trắng thì chốt giúp em là trắng nha. Trắng 95 ngàn màu trắng. Huyền Diệu mới một chân váy rồi em. Rồi ghi chữ dồn vô, thứ hai gửi một like đó rồi gửi. Chị là hai cái tên lên là chiều nay em vẫn gửi. Rồi chốt em trắng 95 ngàn màu trắng nha mấy chị ơi. Trắng 95 dùm em nè, trắng 95 ngàn. Áo đỏ 85 dùm em nha. Con này 57 58 kg loại men vừa rút eo. Đỏ 85 chốt em đỏ giá 85 ngàn mấy chị ơi. Đỏ 85 éo tiêu thôi rồi hết thì chị ngon đừng xếp nữa. Mất nhiều mà. Rồi chốt em đỏ 85 ngàn đỏ. Vừa rút eo mà. Đỏ 85 giùm em nha, chốt em đỏ 85 ngàn. Quần jean size S 85 ngàn, quần jean size S. Chốt em quần jean size S 85 ngàn mấy chị ơi. Đây, để dì lên cái tầm thông nhỏ cho em. Trời ơi, cái gì size nhỏ này nhiều lắm luôn á. Size lớn thì không có, size nhỏ đầy luôn. Chốt em quần jean size S nhan 85 ngàn. Bắt đầu em lên tầm form nhỏ nè. Rồi, tầm này là size S dùm em nha. Tầm 52kg, mét 6 trở lại dùm em nè. 40 đến tầm 52kg. Trong Huyền Diệu em mặc mấy cái này là vừa nha. Mấy cái này size S nè, là vừa nha em ơi. 135 ngàn đầm kem tay phối màu chất vải bố, có hai túi hai bên đầm em mặc với 135 ngàn nha chị Vân Vân ơi, 135 dùm em nha chị. Áo hồi nãy là 60 kg đồ lại vừa nha, đầm sơ mi luôn chị, đầm sơ mi mình có loại ở đây đúng không? Sơ mi cũng đang sợ nè. Rồi chốt em đầm kem 135 nha mấy chị ơi. 52 53 kg lại men vườn em nha, 40 kg đổ lên. Rồi túi hai túi hai bên giùm em nè. Bên trong có lốt. Bên trong có lốt mấy chị yên tâm mặc không sợ bị ngứa gì hết nha. Và tay phối màu giùm em nè. 135 ngàn chốt em đầm kem 135. Kem 135 nha mấy chị ơi. Kem 135 ngàn. Mi mình có mẫu nào nữa không? Theo mẫu đó thôi mà. Trên tay gì em nè, thấy cái này có cài nút hết màu đen rồi. Rồi đầm này form 55 kg trở lại vừa men nha. 55 kg lại men vừa giá 135 ngàn. Đầm này em có màu kem với lại màu đỏ hai màu giá 135. Đầm em mà có một màu duy nhất như chị Vân Vân ơi, giá 135 ngàn và một màu nha chị. Rồi cái này chốt em đầm đỏ 135 ngàn, đỏ với lại màu kim hai màu giá 135 dùm em nha. Đỏ với kim hai màu giá 135 ngàn. Và form 55 kg trở lại dùm em nè. 40 đến 55 kg dùm em là vừa luôn nha. Màu đỏ 135, rồi màu kim với 135 dùm em nha.
đỏ 135 nha mấy chị ơi. Rồi kim 135 luôn, đỏ 135, kim 135 giùm em nha. Chị lấy đầm này chốt giùm em đầm tìm màu form vải đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Cái này em có ức hình mẫu mà đẹp lắm. Đỏ 135, rồi kim 135 giùm em nha. Chị lấy đầm này chốt giúp em đầm tìm màu 135.000, kim đỏ 2 màu. Kim đỏ 2 màu 135. Đầm này 135.000 giùm em nha. Còn cái cuối cùng màu kè phơi sữa 55kg lại men vừa nhé, 135.000 màu kè phơi sữa giùm em nha mấy chị ơi nha. Kè phơi sữa 135 và form 55kg trở lại vừa giùm em. Chị lấy kè phơi sữa chốt giúp em màu kè phơi sữa nha. 135 kè phơi sữa, 135 kè phơi sữa giùm em mấy chị ơi. Ai lấy chốt kè phơi sữa giùm em nha. Đầm sơ mi chỉ có loại này nha em ơi, như Yến Kiều ơi. Mẫu này mặc được hai kiểu, các chị muốn mặc ở đâu mà nút ở phía trước hoặc là nút ở phía sau cũng được luôn nha. Mặc được hai kiểu, toàn bộ nút này là nút gỗ, hai kiểu nó này các chị ơi. Đầm sơ mi 125.000, 60kg kem mít 65 vừa không chị, là mẫu chị vừa la là mẫu này. 60kg 1m65 nè. Thẻo vỏ 60kg 1m65 chắc vừa. Em bao nhiêu thẻo vỏ ơi, vậy đo chính xác luôn. Em đo làm chị cái đầm đó đi, ngon con thử em bao nhiêu. Tại vì nếu mà keo thì sẽ vừa, nhiều khi keo thì sẽ vừa. Rồi đầm sơ mi 125 giùm em nha. Chúc em đầm sơ mi 125.000. Mặc kiểu nút ở phía trước hoặc là nút ở phía sau cũng được. Cái này dài que gối như Yến Kiều ơi. Đó, mấy chị có thể mặc cái cổ này ra trước cũng được nè, hoặc là mặc cái cổ nút ra trước cũng được nha. Mình chỉ cần cắt cái mẹt này ra là mình mặc cổ này phía trước cũng được hết nha mấy chị ơi. 125.000 E72 chắc chắn vừa luôn á thẻ vỏ ơi, vừa nha em. 72 là bao vừa luôn á. E72 là vừa nha. Rồi đầm này chốt giùm em nha mấy chị ơi. Sơ mi 125, sơ mi chốt em sơ mi với 125.000 sơ mi. Vải đẹp lắm luôn nha, 125.000 sơ mi. Chị lấy sơ mi chốt giùm em sơ mi 125. Sơ mi 125 giùm em. Ok em thẻo vỏ cái chị thứ hai ghé nha em ơi, hôm nay ghé trước 4 giờ. Cho chị cái sơ mi này. Sơ mi giùm em nè. Đầm mặt còn gì còn nè, 135.000 em còn nha chị. Cái này là em đang mặc cái cổ nó, cổ này phía trước nha. Các chị có thể cái này phía trước cũng được hết, mặc được hết á. 125 giùm em mẫu này, rộng rãi thoải mái nha. 125.000. Đầm em mặc hồi nãy 135 em còn nha chị, còn nè đúng một cái. Chị lại đầm nó trước luôn nha. Rồi đầm em mặc 125. Giờ lấy đầm này bé em nha. Ok giờ còi nê đầm sọc 135 nè em. Còi nê sọc 135. Rồi đầm em mặc 125.000. 60kg lại vừa hết thì em luôn nha. Nút cài phía sau mấy chị ơi. Rồi mặc nút cài phía trước cũng được luôn nha. Đầm này với 125 vải beo đẹp luôn. Vải đẹp lắm. 125.000. Chốt em đầm này 125 nha. Để em chuyển cái nút ra trước coi thử. Ok chị gấu sky nha chị. Rồi mặc cổ này ra trước cũng được luôn. Đây mặc cổ này ra trước cũng được nha. Kiểu này cũng được hết. Chốt thì em đầm sơ mi 125.000. Đầm sơ mi.
sơ mi 125 giúp em, chốt em sơ mi 125.000. 60kg đó lại vừa hết giùm em nha, bầu bì bông chim thoải mái luôn đó chị ơi. Mặc kiểu nào ra trước cũng được hết. Chốt em sơ mi 125, à lấy chốt em sơ mi 125 rồi em quay mẫu luôn nè. Chị thấy sơ mi đẹp nè. Sơ mi đẹp mắt, phải ngồi đẹp hơn like. Chị Thu Nguyễn một cái nè. Chị Thu Nguyễn này lên lại giúp em đi chị số hội Thu ơi. Nhưng mà nó cũng không có đến nỗi này mà quá ngắn nha Nhi ơi. Nếu như chị em mặc cũng trên gót xíu thôi chứ không có thể nào mà quá ngắn đâu nha. Rồi đầm lên em mặc 40 đến 60 kg, bầu bì nhỏ có thể bon chen được. Chốt em đầm này nha. Còn cái này nó là cái khăn. Đầm này bữa trước mình bán 165 nha. Không nhớ giá luôn, 145 luôn mấy chị. Em không nhớ giá em bán lại luôn. Nhưng mà chắc chắn là mè đầm chung đơn chung cái đợt hàng mà đầm giá cao á, 175, 165, 195 gì đó. Em tính 145 luôn nha. Nó lại có nơ nè. Vậy rồi ok Thu Nguyễn, khách cũ của em. Đầm này mặc dễ thương, 40 đến 60 kg men vừa bầu bì bông chim thoải mái luôn. 145 giùm em nha. 145. Đó, cái mấy chị thích cột khăn thì cột, còn không mình khỏi cột cũng được. 145 giùm em. Chỉnh cái khăn lại. Nó kìm cái khăn cho mình cột. Chị nào thích thì cột, không thích thì khỏi cột nha. Còn như đây thôi em. Quần rin ống suông em còn một ít nè. Ok Nhi Yến Kiều đầm sơ mi 125 em. Quần dưới nóng khuôn còn một ít thôi nha mấy chị ơi. Rồi cái này size M giùm em nha. Size M. Như cái này có size L nữa nè. M. Nhưng từ nên bỏ riêng luôn nha. Rồi quần này em có size M với size L hai size. Giá là 185.000. Quần ống khuôn 185 giùm em nha. Tuôn giá 185.000 giúp em có size M với size L hai size. Có giãn nhiều. Trời ơi, có giãn nhiều lắm luôn. M L hai size với 185.000 quần ống tuôn. Bữa em thấy chị đang cái đầm sơ mi màu xanh rêu còn không? Còn. Chị em cổ bỉ ra màu xanh. Quần đó chín tóc à không? Cái quần này nó dạng như mình mặc nó cũng hơi lửng lửng nha Minh Hồi, nó không có dài, nó hơi lửng lửng một xíu nha Minh Hồi ơi. Nhưng mà quần này form lên đẹp lắm, lửng lửng nha Minh Hồi ơi. Rồi đầm sơ mi này đúng không Như Yến Kiều, 135.000 giùm chị nha. Mẫu này beo đẹp luôn, còn đúng một cái cuối cùng, đúng một cái cuối cùng nha mấy chị ơi. 135.000 và còn đúng cái cuối cùng giùm em nè. 135 còn đúng cái cuối cùng nha. Rồi 55, 56kg lại vừa luôn giùm em. 135.000, mẫu này bữa trước có up hình nè. Mẫu này đúng không em? Đúng cái cuối nha, màu xanh min, xanh nhạt nhạt rất là đẹp luôn. 135.000, form 55, 56kg lại vừa hết giúp em nha. Rồi ai lấy chốt em là đầm xanh 135, đầm xanh. Mình bắt đầu làm đơn đi. Cứ nhìn gọn gọn cái này đi. Vậy là mặt nó hơi lửng lửng đẹp lắm Minh Hồi ơi. Không chị, nút từ trên xuống dưới là hết rồi em. Nút từ trên dưới là hết. Rồi em lên quần rin một ít nữa nha mấy chị ơi. Rồi nghỉ. Rồi mẫu này chốt em là size M nha. Size M mẻ là 9942. Size M mẻ 9942. Em M mẻ 9942.
Rồi cái này mã số là 6637, em có size L với size S 2 size. Đóng này nhìn nha, co giãn lưng siêu keo luôn, size L mã là 6637. 6637 em có size X với size L 2 size. 6637 giùm em nha, X với L 2 size đó chị ơi. X với L 2 size mã 6637. Rinh mà rinh ngố rồi, em buồn ngố rồi Ngọc Ngọc. Chốt em nha mấy chị ơi. Rồi này em cột lại luôn. À, em nghỉ nha mấy chị ơi. Mình đơn, đưa chút bơ quen nữa không chị đó. Em nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ làm đơn. Ngày hôm nay bên em bán tới 4 giờ chiều, ngày mai bên em nghỉ nha. Ngày thứ hai làm bình thường từ 2 giờ đến 7 giờ. Nha mấy chị ơi, chị nào ghé lấy đồ hôm nay tranh thủ trước 4 giờ. Còn nếu không ghé được thì béo đi gửi shipper nha mấy chị ơi. Ok, Huỳnh Duy ship trong chiều nay. Ghi Huỳnh Duy lại giùm chị trong chiều nay luôn. Thì em ghi giao gấp đó là được. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi.